Rồi chị nào thì em chấm bài chị em với nhé các chị ơi. Chấm bài từng tác phải là chị em với nhé. Mỗi chị cho em xin một góc chia sẻ nhé các chị. Chấm bài chia sẻ bài lên chị em với nhé các chị ơi.
Ok chị. Rồi chị Nga, thế em chấm bài lên cho em với nhé chị ơi. Chấm bài, chia sẻ bài lên cho em với nhá. Mỗi chị cho em xin một nốt chia sẻ nào. Rồi rồi, chấm bài, chia sẻ bài, tương tác bài lên cho em với nhá các chị ơi. Lấy chị con bi đầu like này. Lấy chị một bạn bi nhá. Chị nào thấy em tương tác bài lên chị em với nhá chị ạ. Rồi em chào chị Võ. Võ Văn Minh này. Rồi lấy chị con bi này cho em. Lấy chị một bạn bi, con bi này xinh này. Con bi này chị nào em 74 nhá. Em 74 mang vừa cho em 55 kỳ quay đầu cho em con này. Em chào chị Phạm Thị Thuận này. Rồi con này chị nào 55 kỳ quay đầu cho em. Một con bi dáng lỡ này, chị nào 55 kỳ quay đầu cho em nhé, chị nào lấy mã bi đi. Lấy bi chút bi cho em, bi chị nào 55 kỳ quay đầu cho em nhé. À quên, mã bi 52, 53 kỳ. 52, 53 kỳ mang vừa lấy mã bi này. Chị nào lấy bi chút bi đi. Mã bi, bi 40 chị ơi, bi 40.000 nhá, lấy bi chút bi, bi 40. Em chào tất cả các chị nào thì em chấm bài tương tác cho em với nhau chị ơi. Rồi lấy mã bi đi, bi 40 này. Rồi lấy chị con này size nhỏ. Con này chị nào sẽ S thôi, em 68-70 thôi nhá. Con này chị nào sẽ S mang vừa cho em. Rồi em cảm ơn chị, rồi em chào chị Thanh Thảo này. Rồi con này chị nào em 68-70, con này sẽ S cho em nhé chị ơi. Con này chị nào sẽ S mang vừa em 68-70, nói chung là size nhỏ. Chị nào lấy mã hoa đi, hoa 30 nhá. Mã hoa 30.000, chị nào em 68-70 sẽ S mang vừa cho em con này nhá. Nói chung là size hơi nhỏ. Chị nào eo 68-70 mang vừa cho em lên mã bi đi. À lên mã hoa. Lấy hoa chất hoa này. Hoa 30.000 mã hoa nhá. Hoa 30. Chị nào eo 68-70 mang vừa size hơi nhỏ cho em. Eo 68-70 mang vừa cho em nhá. Con ngồi nghe nó bỏ đi. Rồi con này chị nào size L eo 76 này. Con này chị nào size L mang vừa eo 76 nhá. Eo 76 mang vừa chị nào lấy mã trắng đi. Lấy trắng chốt trắng cho em, trắng 30. Mã trắng 30.000, trắng hoa này hoa theo chị nhá. Theo trực tiếp lên vải cho em, lấy chị một mã trắng này. Chị nào lấy trắng chốt trắng cho em, trắng 30.000. Em chào chị Ngân Trịnh này. Rồi chị nào lấy trắng chốt trắng cho em, trắng 30.000 cho em nhé. Chị nào mà eo 76 size L mang vừa cho em. Eo 76 chị nào size L mang vừa, lấy trắng chốt trắng này. Mã trắng cho em, trắng 30, chị nào size L eo 76 nhé. Lấy trắng chốt trắng, trắng 30 này. Lấy chị con vàng này xinh này. Lấy chị một mã vàng nhé. Vàng con này chị nào size LXL được vừa. LXL được mang vừa cho em, chị nào lấy mã vàng đi. Vàng cho em vàng 60. Chị nào eo 80 rồi mang vừa cho em nhé. Con này có độ co giãn này. Chị nào lấy vàng xếp nó gọn một tí coi. Xếp nó lại cho nó khỏi lộn xộn. Rồi chị nào lấy vàng chất vàng cho em. Vàng 30.000 eo 76. Chị nào size L nhé. Size L mang vừa cho em con vàng đó. Rồi lấy chị con tím này. Con tím này nó là hàng phong suông. Chị nào 55kg đội mang vừa cho em nhé. 55kg quay đầu. Lấy chị một con tím phong xuông cho em, hình con chim cực kỳ xinh luôn. Rồi chị nào lấy mã tím. Con tím này là vải lụa nhá. Chị sụt be, chưa chị có chốt. Cái chưa đi đơn em kiếm. Ủa chị ủa vậy á, hồi chưa chị có chốt bên em à? Có hả? Vậy hả? À, vàng. Không phải, vàng không phải là 30 đâu chị. Con trắng trắng là 30 đúng rồi, còn con vàng là 50. Chị Mộng Huyền Võ Thị. Được không? Phải không? Này. Rồi ok chị Sube nhé. Thêm con nữa là em đi đơn. Thêm con nữa cho đủ đơn em đi đơn này. Rồi lấy chị con này phong xuông cho em này. Chị nào 55 kg quay đầu cho em nhé. Lấy chị một con tím. Chị nào lấy mã tím nhé.
lấy tím chất tím cho em tím 50. Mà tím cho em 50.000, chị nói lấy tím, chị nói 55 kg vừa cho em, con này nó là hàng xô nha em, cực kỳ xinh nha chị này. Cực kỳ xinh nhá, chị nói 55 kg vừa cho em, lấy mã tím. Bên trang còn ngọc cô ấy ạ. Lấy mã tím cho em, tím 50.000 mã tím nhá. Tím 50, chị nào mà size L, L76 đội măng vừa cho em. Nói chung hàng xô là các chị L76 đến 78, nhưng mà con đó các chị từ 55 đến 57 kg thôi. Nó là hàng phong xô cho em nhá. Chị nào lên mã tím. Bật cái điện đó lên cho nó sáng coi. Tắt điện trong bếp đi, bật cái điện đó. Mã tím 50 của chị Mộng Huyền Võ Thị này. Rồi em lên nhá, chị một con hoa màu vàng này. Con này chị nào size M nhá. Chị Huyền Minh có dáng dài không? Có chị ơi, chị mặc size gì á? Mặc size gì em lên cho. Rồi con này chị là L72-74 nhá. Size S, size M mang vừa, chị nói lấy hoa vàng. Hoa vàng cho em 30 nhá. Mã hoa vàng 30, chị nói lấy hoa vàng, chất hoa vàng. Hoa vàng 30.000 là chị Vân Trần. Đơn mình đi chưa? Đơn chị á, à, đơn chị em chưa đi đâu. Em chào chị Nguyễn Lộ này. Rồi chị nói lấy hoa vàng cho em, hoa vàng 30. Lấy hoa vàng, chất hoa vàng cho em nhá. Hoa vàng 30.000. Chị nào mặc size S, size M. L72-74, rồi lấy chị con này dáng ôm này. Lên chị một con form ôm nhá, size này size SM đều vừa. Hàng này hàng co giãn chị. Lên chị một con đồ co giãn này. Mà tím, tím 50 của chị Đỗ Lan Anh. Chị Đỗ Lan Anh nhưng mà chưa có đơn nằm đâu ta. À tím á. Tím hết rồi chị ơi, tím của chị kia rồi. Một con vào đây con lấy ấy, con ghi vào này. Tím hết rồi chị. Rồi con này chị nào sẽ SM L72-74. Con này nó là form ôm nhá, một con over body xinh chơi chị này. Chị nào lấy mã 252. Lấy 252 chất 252, 252 130 nhá. Mã 252 130 em chào chị Huyền Võ. Chị Huyền Võ ơi, đơn chị em chưa đi đâu. Lấy thêm rồi mai em đi đơn. Rồi chị nào lấy mã 252. 252 cho em 130 chị này. 252 130.000 nhá. Chị nào mà sẽ SM hàng đó là hàng co giãn cho em. Dáng là dáng over body. Rồi lấy chị một con form xuống này. Một con form xuông cổ tròn nhá, con này có độ co giãn. 60 kg độ măng vừa cho em con này. 60 kg quay đầu cho em nhá. Chị nào lấy mã 60 đi, có túi cho em chị này. 60 kg độ măng vừa cho em. Chị nào lấy mã 60, mã 60, 60 kg độ măng vừa cho em nhá, 40.000. À, chị Gia Nhi, màu đỏ có dáng lỡ không? Màu đỏ có dáng lỡ, chị mặc size gì chị ơi, em có nhá. Có chị, nhưng mà chị mặc size gì, quan trọng là cái size thôi. Dài ngắn thì em có hết, nhưng mà quan trọng cái size, không biết là cái có đủ có size cho các chị không đây. Chị Vân Trần, đơn mình là con dạ hội đỏ. Con dạ hội và con nhung á. À chị ơi, nếu mà cho đi cho em địa chỉ là đi rồi nhé chị nhá. Còn nếu mà chưa thì là chưa đâu chị ơi. Nếu mà chưa cho địa chỉ là chưa đi đâu chị, nếu mà còn cho là em đi rồi. Rồi lấy chị con này xinh này, chị Ngọc Bích. Đơn của em đi chưa? Chị Ngọc Bích hả? Hôm nay em có mấy đơn không đi được đây. Ôi chị Ngọc Bích đúng rồi, đơn của chị Ngọc Bích không đi được này. Với lại có một chị Ánh Trăng Mùa Thu. Là có hai đơn là không đi được đây chị ơi. Chị em vẫn để đây này. Rồi con này cho em nhé, lấy chị một con lụa dáng dài màu đen cho em. Chị nào sẽ size M, cho rồi hả, cho rồi là đi rồi chị ơi. 53 kg, 1m50, size mấy chị mặc size L nhá. Gia Nhi size M rồi có. Chọn cho em bộ L84 60 kg. 60 kg đi tiệc L84 hả. Rồi để em xem có không chị ơi. Rồi con này cho em. Em có 56 thôi á. Gì size M, L56 hả. Size M, L56, size M, L56 phải là phải size XS mới đúng chứ. L thì mẹ L về tí thì tí vậy trời. Rồi con này cho em, chị nào mà L72-74 sẽ SM mang vừa này. L72-74 mang vừa cho em mã đen nhá. Đen cho em 100.000 mã đen nhá. Đen 100k, chị nào mà sẽ SM đây. SM mang vừa lại mã đen cho em. Đen 100.000 mã đen. Đen 100k. Nếu mà L nhỏ vậy hả? L56, L56 chị lấy con này đi. Con này L68-70 này. Một con công. À chị nào hỏi hàng ngắn nhỉ? Ngắn gì á? Con này dáng dài này, xinh này chị này. Một con đuôi cá cực kỳ xinh. Mà chị hỏi dáng ngắn nhỉ? Đây là dáng dài mà. Dáng ngắn từ từ em lên cho. Rồi nhá, con này chị nào L68-70, chị nào sẽ này. Một con đuôi cá xinh chưa, hình con công. Hơi bị xinh luôn. Chị nào lấy mã cá đi. Lấy cá, chốt cá nhá, chị Phương Oanh. Chị ơi, hàng em gửi chưa vậy?
Chị Phương ơi, chị ơi, nếu mà đi cho đây cho địa chỉ là em đi rồi nha các chị ơi. Nói chung là các chị, nếu em gọi điện mà em các chị cho địa chỉ là em đi rồi. Còn nếu em chưa gọi được là chưa đi đâu. Em quên, em 76 hả? Màu đỏ cho trên hàng. Không vừa đâu chị. Chị Nga Nga không vừa nhá. Sao đơn của em. À, của chị nó bị cái gì đó ảnh hưởng Covid đó. Do dịch bệnh ảnh hưởng cái khu cái khúc đường đó nó không đi. Cái con đỏ đó hả? Đỏ em vừa mặc á? Đỏ em vừa mặc đó là tầm 45 a 47 48 kg thôi nhá. 47 48 kg thôi chị, tại vì con đỏ eo nhỏ. Con đó là chị nào mà eo 68 70 thôi sẽ ít thôi. Eo 68 70 thôi nhá, size nhỏ. Chị nào cao cao mà hơi xinh luôn, hàng đuôi cá. Hàng đuôi cá dáng dài chị em. Rồi lấy chị con caro màu này xinh này. Lấy chị một con caro nhá. Rồi con này chị nào size M, eo 72 rồi mang vừa cho em. Eo 72 mang vừa cho em dáng lỡ nhá. Một con caro dáng lỡ, chị nào eo 72 rồi mang vừa cho em. Chị nào lấy caro. Lấy caro chốt caro cho em nhá. Caro cho em 90.000 mạng caro này. Caro 90, chị nào mà eo 72 mang vừa. Size S M rồi mang vừa cho em. SM là mang vừa cho em nhé, lấy caro chốt caro. Chị nào lấy caro chốt caro cho em, caro mà eo 72 rồi mang vừa cho em. Lấy chị một con đỏ còn nguyên tang nguyên mát này. Một con đỏ còn tem còn mà cho em nhé, chị nào XL eo 80 lận. Đây chị ơi, chị nào eo 80. Eo 80 mang vừa cho em, lấy chị một con đỏ còn nguyên tem đấy chị này. Rồi chị nào lấy mã đỏ nhé. Lấy đỏ chốt đỏ cho em, con đỏ này xinh. Chị nào XL mang vừa, 55-60kg mang vừa. Có đuôi cá dài, có chị ơi, nhưng mà không có size của chị. Còn size nhỏ chị ơi, sẽ SM không à? Không có size của chị đâu. Rồi con này chị nào lấy mã đỏ. Lấy đỏ chốt đỏ cho em, đỏ 60 nhá. Mã đỏ 60.000, chị nào sẽ SM thôi. À quên, size XL, eo 80. Eo 80 quay đầu cho em. Chị nào lấy mã đỏ nhá. Lấy đỏ chất đỏ cho em, con đỏ nó cực cười xinh. Chị nào vừa size thì lấy ngay luôn đi. Rồi con này cũng to này, con này chị nào eo 80 XL đây. Con này chị nào eo 80 mang vừa cho em nhá. Size XL 55-60kg này. 55-60kg mang vừa, chị nào lấy xanh đi. Lấy xanh chất xanh cho em ơi. Mã xanh nhá, xanh 40.000. Mã xanh cho em xanh 40k. Chị nào mà eo tới 80-82 size XL này. Nhỏ cái tivi lại. Sao em nhỏ à? Chị hỏi con gì đến bao nhiêu ký? Bao nhiêu ký vừa là sao? Đỏ cho em, chị Nga Nga. Con đỏ kia hả? Đỏ còn tem hả? Chị Nga Nga lấy lên số cho em nhé chị nhé. Chị Nga Nga lấy thì lên số cho em. Đỏ 60. Quay lại tắt điện luôn. Con đỏ đó là 60 cho em nhé chị ơi. Chị Nga Big size M hả? Rồi em thấy số chị Nga Nga rồi này. Rồi con này còn tem nữa này các chị này. Lấy chị con tem này nữa nhá. Lấy chị một con lụa màu hồng còn nguyên tem với chị này. Chị nào thích màu, thích hoa thì lấy con này cho em. Rồi chị nào lấy mã tem. Thấy gì không em? Rồi con này eo 74 rồi mang vừa cho em nhá. Eo 74 mang vừa cho em. Lấy chị một con hoa đào này, xinh chưa? Chị nào lấy tem chút tem. Xanh 40 của chị Trần Hạnh. Chị Trần Hạnh như là cái đơn của chị em đi rồi thì đúng hơn á. Rồi chị nào lên má tem nhá. Tem 60 này. Má tem cho em 60.000. Chị nói tem chất tem cho em. Tem 60 chị nào mà sai em. Sai mờ. L72-74 mang vừa cho em. L72-74 mang vừa lên má tem nhá. Rồi lấy chị con này xinh ấy chị này. Này hoa theo nhá. Lên cho chị một con hoa theo này. Mà con này size nhỏ, chị nào sẽ SM L70-72. 70-72 mang vừa cho em lấy mã 254. Mã 254 cho em nhé, 30.000. Lên size L hả? Lên size L hàng ngắn nhé chị nhé. Hàng dài size L là giờ là không còn rồi. Rồi lấy mã 254. Em chào chị Vân Ngô. Rồi lấy mã 254 cho em 30.000 mã 254 nhé. Chị lấy 254 chất 254. 254 30.000. Chị nào lấy 254 chất 254 cho em. 254 30 nhé chị ơi. Nên xem con này nó là size gì nào. Rồi đây lấy chị một con lụa hai lớp. Màu xanh, xinh chưa này các chị này. Hàng lụa nhá. Đây chị ơi, L76 size L đây. L76 size L con này cho em. Chị nào lấy mã 41.
Lấy 41 chốt 41 cho em 41 60.000. Mã 41 60.000. Ủa chị cho địa chỉ luôn hả? Rồi ok chị Nga Nga này. Chị ơi chốt đủ đơn cho em nhá. Chốt em được đi đơn từ 80.000 nhá chị ơi. Rồi chị này mã 41. 41 size L đấy chị, eo 76 78 mang vừa cho em nhá. Lụa hai lớp cho em này chị này. Lấy 41 chốt 41, 41 60.000. Mã 41 60 nhá. Mã 41 của chị Mộng Huyền Võ Thị. Size L. Để em xem nào. Để em xem con này nó là size gì nào. Rồi đây chị ơi, một con lụa hai lớp dáng dài nhá. Chị nào thích siêu phẩm thì lấy hàng này cho em. Hoa của nó xinh chưa? Nhưng mà chị nào mà eo 74, 75 thôi, 76 là hơi chậm nhá. Con này chị nào size M lớn, eo 74, 75, 76 là hơi chậm một xíu này. Chị nào lấy mã 21 nhá. Lấy 21 chốt 21 cho em, mã 21 cho em 220.000. 220k mã 21. Chị nào lấy 21 chốt 21 cho em 21 220. Mã 21 cho em 220.000. Chị nào mà size M lớn và size L nhỏ cho em nhá. M lớn và L nhỏ. Nó nằm eo 74 đến 75. Nằm eo 74, 75 mang vừa lên chị con trắng theo này. Một con trắng có size. Con này size hơi lớn một xíu, eo 7, mã 41. Mã 41 chị Hương Ly. Chị Hương Ly. À, mã 41 hết rồi chị ơi. Hết mã 41 nhá. Lên chị một mã trắng này. Trắng này size lớn đây. Trời ơi, chị nào eo 85 luôn. Con này eo 85 nhá. Cái này là hoa theo cho em này. Rồi chị nào lên mã trắng. Trắng 20.000 mã trắng nhá. Mã trắng 20, chị nào eo 85 mang vừa cho em. Con này size hơi lớn. Size hơi lớn nhá, chị nào mà 60-65kg này. 60-65kg mang vừa lên mã trắng. Trắng 20.000 mã trắng cho em. Trắng 20. Chị nào mà eo tới 85 mang vừa cho em. Size to anh chị nhá. Rồi chị nào lấy trắng, chốt trắng cho em này. Mã trắng 20. Lên chị một con hoa nhí này. Lên con hoa nhí, chị nào eo 74 nhá. Con này dáng xô nhẹ một xíu cho em. À, có eo 78 không hả? Eo 78 em có chị ơi. Nhưng giờ chị em chưa biết nằm góc nào mà lên đây. Rồi con này chị em, chị nào lấy mã hoa nhí nhá. Hoa nhí 40.000 mã hoa nhí này. Hoa nhí 40k, một con sắt nách su su nhẹ. Rồi mã trắng của chị Mộng Huyền Võ Thị. Rồi chị nào lấy hoa nhí cho em, hoa nhí 40. Hoa nhí 40.000, chị nào mã eo 7. Eo 72, 74. Mã trắng hết trắng hết chị ơi. Rồi em lấy chị một con tím này. Trời ơi, con tím này xinh chưa. Lên chỉ một mã tím nhá. Mở con tím dáng dài, săn lách. Rồi con này eo 72, 74, chị nào sẽ SM đây. SM mang vừa cho em lấy mã tím. Lấy tím chốt tím cho em, tím 80.000. Mã tím 80 nhá, chị nào lấy tím chốt tím cho em, tím 80.000. Chị nào mà size em. Size M eo 72, 74, 50-52kg với đầu cho em. 50-52kg đội mang vừa cho em. Rồi lên chỉ con sen này. Lên chỉ một con sen nhá, con này có độ co giãn, eo của nó trên 90 mang vừa. Eo trên 90 nhá các chị ơi, có độ co giãn. Co giãn là eo trên 90 mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy mã sen, sen 50 này. Mã sen 50.000, eo trên 90 nhá. Hàng này là hàng co giãn cho em. Mấy con này mặc cực mắt luôn các chị ơi. Rồi chị nào lấy sen chốt sen, sen 50. Mã sen 50.000, chị nào mà eo 7 giờ, eo trên 90 mang vừa cho em con này. Lấy sen chốt sen cho em. Sen 50, rồi lấy chị một con lụa này. Một con lụa hai lớp, chị nào eo 82 đến 84. Xem 50 của chị Mộng Huyền Võ Thị này. Rồi đây lấy chị con lụa này cho em nhá. Một con lụa hai lớp dáng lỡ cho em. Con này dáng lửng. Rồi chị nào 55-60kg mang vừa, eo tới 80 cho em. Chị nào lấy mã 50. Mã 50 cho em 50.000 nhá. Mã 50-50k một con lụa hai lớp cho em. Lấy mã 50-50.000. Chị nào mà size XL có eo 90. Eo 90 hả chị? Có. Có chị ơi, mà giờ em biết nó nằm góc nào mà lên đây thật đấy chứ. Eo 90. Con này thì to quá rồi. Con này là có độ co giãn nhá, hơi bị to luôn. Nhưng mà cái hàng này, cái hàng co giãn nó là kiểu như dáng đầm cho em chị. Xinh này. Con này form đầm nhá, 65-70kg luôn các chị này. Em mặc cho các chị coi. Mà sen của chị Tuyết Vân. Chị Tuyết Vân có đơn chưa ta? Chưa có lên số cho em nhé chị Tuyết Vân ơi. Hả? Con sen á. À, mã sen em xin lỗi, sen hết rồi chị ơi. Hết sen nhá.
Đây chị này, mấy con này dễ mặc này. 65-70 kg. Nhưng em 42 kg thì em mặc thành cái đầm. Còn các chị mặc 65-70 kg thì nó ôm người hơn, xinh hơn. Rồi còn em thì em thành cái đầm nhá. Rồi chị nào lấy mã 55. Mã 55 cho em nhá. 60.000 mã 55 này. Mã 55 60.000. Eo 90 cũng mặc được con này này chị này, xinh này. Nó có độ co giãn trên 90 luôn. Rồi lấy 55 chốt 55. 55 cho em 60.000 mã 55 nhá. 55 60k. Chị nào mà từ 55 cho đến 70 kg mang vừa cho em con đó. Hàng đó là hàng co giãn á. 55 của chị Tuyết Vân. Chị Tuyết Vân. À rồi em nhớ chị rồi, không cần phải lên số đâu. Không cần phải lên số đâu chị. Rồi hả? 60. Rồi con này cho em nhé, lấy chị con trắng lấy size nhỏ. Chị nào S68 thôi, chị nào size S nhá, size S mà S nhỏ. Con này là size S cơ. Lấy mã trắng, trắng cho em 30. Trắng 30.000, chị nào size S nói chung là rất chi là nhỏ. Rồi lấy cho chị một con khoác này. Lấy chị một con khoác nhá, khoác này là khoác phi size. Con này phi size cho em, các chị mặc thành khoác cũng được, mặc thành đầm cũng được. Các chị đóng cúc vào thì nó thành đầm, còn không các chị mặc thế này nó thành một cái áo khoác cho em nhé. Rồi chị nói lấy mã khoác, xinh chưa? Mã khoác cho em khoác 80 này, khoác cho em 80.000. Nó là phi size nhé, có độ co giãn cho em. Dạ chị. Rồi chị nào lấy mã khoác 55 còn không có? 55 hết chị ơi. Rồi chị nào lấy mã khoác, lấy khoác cho khoác, khoác 80, cực kỳ xinh luôn. Chị nào mà thích khoác nhẹ thì lấy con đó cho em nhé. Thích khoác nhẹ thì lấy con đó cho em, còn không thì các chị đóng cúc vào thì nó cũng thành một cái đầm. Đó. Rồi con này, lấy chị một con lụa này, con này chị là L76. Nó có siêu phẩm 3X không hả? Hôm nay nó không về size lớn chị ơi. Nó toàn về size nhỏ không à? Đợt này cái kiện này nó toàn size nhỏ không? Rồi đây lấy chị con lụa này xinh này các chị này. Trời ơi cái hoa của nó xinh chưa? Chị nào L74 nhá, con này L74 mang vừa cho em. L74 mang vừa cho em, lấy chị một con lụa đỏ. Chị nào lấy mã lụa đi. Lấy lụa chốt lụa cho em, lụa 60. Lụa cho em 60.000, chị nào là size M nhá. L74. Con này L74 qua đầu cho em, lấy mã lụa đi. Lấy lụa chốt lụa cho em, lụa L74. Chị nào size size gì quên rồi. Hồi chiều em có mấy con đâu rồi ta. Hồi chiều em có mấy con mà biết là con size to không đây. Rồi em lấy chị một con kim sa đuôi cá này. Trời ơi L72-74 nhá. Một con đuôi cá xinh chưa. Chị nào L72-74 quay đầu cho em con này. Chị là mã 108. Mã 108 cho em 200.000. Mã 108 nhá. 108 200.000. Chị nào mà size em size M L72-74 mang vô cho em. Hôm nay như không có chị nào size nhỏ sao nhỉ. Em có con này nhỏ nhỏ xinh xinh này. Như chị nào size S size M thôi. Cực kỳ xinh nhá. Con này là phối mấy màu liền này. 2-3 màu luôn, cực kỳ xinh. Nó là dạng như áo dài cho em. Dài cách tân nhá. Chị nào mà size S size M đều vừa. Xinh chưa? Hai tà cho em. 4 tà nhá. Đây là 4 tà cho em chị này, xinh chưa? Nó phối màu cực kỳ xinh. Phải nói là một con cách tân hơi bị xinh luôn. Mã 118. Mã 118 cho em 100. Chị Châu Châu đỏ có em không có, không có chị ơi. Rồi con này chị nào lấy mã 118, 118 cho em 160.000 mã 118 nhá. 118 160 hơi bị xinh luôn chị này. Lấy 118 cho 118. 118 nó 160 chị nào mà sẽ xem rồi thôi. Hàng form này cực xinh luôn chị. Em thấy cái màu của nó hơi bị tuyệt vời. Lấy 118 cho 118. 118 là 160, chị nào mà size M. Size S M thôi. À chị, em có con 3X của con cách tân này này chị này. Có con cách tân này chị này, L90 này chị này. Ưng con này không chị ơi, xinh lắm. Lấy cách tân cho em. Cách tân nhá, cách tân là 160 là L90 đây chị ơi. Con này L90 mang vừa, một con cách tân cho em, thôi để xinh luôn này chị này. Đây chị 3X đây, L90 đây. Một con cách tân, cái này là nó theo cho em nhé. Cái gen này là gen theo. Theo hoa cúc hơi bị xinh luôn. Rồi chị nào lại mặc cách tân cho em. Cách tân cho em 190.000 mặc cách tân. Chị thấy không, nó theo này hơi bị xinh luôn. Rồi chị nào lại cách tân cho cách tân nhé.
cách tân cho em 160.000 mã cách tân này. Cách tân 160, chị nào mà sai tới 3x luôn nhá, eo tới 90 đổ lại mang vua cho em. Eo 90 quay đầu. Sai hơi lớn một xíu. Ồ con. Đây chị ấy lên cho mát rồi. Nóng quá. Đây sao nóng cân nhỉ. Rồi đây em có một con đỏ đô nữa này. Một con đỏ đô nữa này chị này. Bị bất quạng. Nóng quá. Nóng nghe gớm. Không cho vào đây này. Cho vào đây quạng được. Rồi em lấy chị một con gen đỏ đô chị này. Chị nào lấy mã 49 nhá. Lấy 49 chốt 49. Con này chị nào mã eo 7678. Này size L lớn cho em. Con này eo 7678 mang vừa. Chị nào size L lớn đây. Cảm ơn mẹ nha. Eo 7678 quay đầu. Chị nào size L lớn thì lấy con này cho em nhá. Cận. Ngân để quạt đi đâu, quạt cho đổ. Rồi con này eo 7678 lấy mã 49, mã 49 120, 120.000 mã 49 nhá. Mã 49 120 chỉ là mã eo 76 size L màu đỏ. Chị nào ưng màu đỏ thì lấy con đỏ cho em. Rồi con này ôm body này, chị nào size L có dài áo dài hả chị? À, không chị ơi em không có áo dài, em có mỗi con này này. Bên em không bảo nó dài nhá. Em bảo con này xinh này. À, chị nào con này sẽ xem ở mã 49 chị Châu Châu này. Chị ơi lên số cho em nhé chị nhá. Đây chị ơi con này sẽ SM thôi. Con này SM này. Con này thì lấy mã 118 cho em. Nó phốn màu xinh chưa. Hơi xinh còn chị đang màu này. Lấy mã 118 118 160 hàng 4 tà cho em. Hơi xinh. Rồi con này chị em lên chị một con O-body nhá. Một con O-body. Chị nào size M, size M và size L. M, L mang vừa cho em. Một con O-body màu xanh. Chị nào lấy xanh chất xanh, xanh 60. Mã xanh cho em 60.000. Chị nào size M và size L nhá. M, L mang vừa cho em lấy xanh chất xanh. Mã xanh, mã xanh. Xanh, xanh, xanh là. Xanh là 60.000 mã xanh. Và nó lộ đâu con, nó lộ ở đâu vào trong đó một cái á. Nhưng mà con thấy cái nó màu nó xinh. Nó phối màu hơi xinh luôn. Rồi lên chị một con đỏ sọc này. Lên chị một mã sọc nhá. Sọc này là chị này L74, sẽ SM. SM mang vừa cho em một con sọc xinh chưa. Lấy mã sọc, sọc 70 này. Mã sọc cho em sọc 70.000 nhá. Chị nào mà size M, L72-74. L72-74 mang vừa cho em lấy sọc, tốt sọc cho em. Mã sọc, sọc cho em là sọc cho em 70.000 mã sọc. Sọc, sọc 70. Rồi con này có độ co giãn cho em này. Chị nào ưng màu đen thì lấy con này cho em nhé. SML đầu vừa cho em này. SML mang vừa cho em nhé. Hàng này hàng co giãn. SML mang vừa. Xanh. Xanh chị Hương Ly. Chị Hương Ly lấy xanh lên số cho em chị Hương Ly ơi. Lấy lên số cho em nhé. Con là 60.000. Rồi cái con đen này cho em. SML mang vừa hàng này hàng body cho em. Một con đen màu hồng hình con chim xinh chưa. Rồi lấy mã đen cho em. Đen 70 nhá. Mã đen 70.000. SML là mang vừa cho em con này. Hàng này hàng co giãn. Nó là thông ôm. Rồi chị nào lấy mã đen. Mã đen cho em. Đen 70. SML là mang vừa cho em. Ủa vậy á? Chị ơi, ở Việt Nam chị có ai không? Ở Việt Nam chị có ai không? Chị gửi về Việt Nam cho người đó. Xong rồi người đó lại gửi cho chị. Con này á chị? Con này hả? Con này là L90 chị ơi, con này XL nhá. À con này size 3X là. L của nó L90, con này cách tân đấy chị ơi. Con này là hàng cách tân cho em nhé, lấy cách tân cho cách tân. Cách tân cho em là 160.000 mã cách tân, cách tân 160 đây chị ơi. Này nó theo cho em nhé, hơi bị xinh luôn. Con này đó là nó theo. Một con cách tân, chị nào mà size eo từ 90 lận, size hơi lớn.
Cô lấy gì con chim này nữa này. Con này cũng SML luôn. À cái cuối á, cái cuối đó là set thôi chị, L6870 á. L6870 mang vừa set nhá. Hàng đó là hàng kia xa. Không có hả? Không có thì em chịu thôi chị ơi. Em không có dịch vụ để đi. Rồi con này chỉ là SML này mang vừa. Con này cũng là form ôm cho em. Một con chim này xinh chưa? Cái này về các chị cột lại may lại cho em là được. Nó bị bung ra này. Rồi lấy chị con này cho em mã 22 nhá. Lấy 22 chất 22. 22 70.000 mã 22 này. 22 70. Con này chị nào mà sai em? Sai SML. SML cho em nhá. Lấy 22 chất 22. Rồi em lấy chị một con lụa ràng lỡ cho em. Một con lụa phong lỡ. Con này xinh nhé chị. Rồi cái này cái khóa nó bị có áo 67kg. 67kg hả? Có chị ơi, em có 67. 67kg cái con cách tân vừa xong chị. Cái con cách tân em vừa lên đó. Con nó xinh. Rồi con này chị nói em 7678 size L nhá. Con này bị hư khóa rồi chị ơi. Rồi con này chị này mã hư khóa 50 chị ơi. Hư khóa 50.000 nhá. Lấy hư khóa chất hư khóa cho em hư khóa 50. Chị nào mà size em size L. Chị đo cái gì, đo bề ngang hả hay đo vai? Chị nào size L mang vừa cho em lấy hư khóa. Vai của nó là vai tà 48. Và 48 là thành bao nhiêu? Vai 42. Vai 42 là thành 84. Còn còn eo của nó là eo trên 80 chị. Eo trên 80. Sai con đó là sai bẫy chứ. Rồi em lấy chị một con hoa vàng này. Lấy chị con hoa vàng này. Hoa vàng này size lớn luôn đây. Con hoa vàng này size lớn nhá. Chị nào lấy vàng chất vàng. Mã vàng cho em. Vàng 30 chị nào size XL. XL mang vừa cho em nhá. L80 đổi lại mang vừa cho em con này. Lấy mã vàng. Vàng cho em 30.000 mã vàng nhá. Vàng 30k. Chị thích form ôm thôi hả? Form ôm chị mặc size gì ấy chị Phương Linh? Chị mặc size gì chị ơi? Rồi chị lấy mã vàng cho em. Vàng 30 chị nào XL nhá. Rồi lấy chị con gấm màu đen này. Lấy chị con gấm. Con gấm này chị nào L7274 CSM. Một con gấm hoa nhí màu đen xinh chưa chị này. Chị nào lấy mã gấm nhá. Gấm cho em 60. Gấm 60.000 chị nào XL mang vừa L18 L7274. L7274 mang vừa chị nào lấy mã gấm. Lấy gấm chất gấm cho em. Mã gấm 60. Gấm cho em 60.000 chị nào size XL. Rồi đây chị con này có độ co giãn nhẹ. L7274 CSM mang vừa hàng này hàng ôm cho em này. Con này form ôm nhá. Chị nào size XM thôi, L7274 mang vừa. Lấy chị một con caro này xinh chưa? Chị nào lấy caro đi. Lấy caro chốt caro, caro 50 nhá. Chị nào lấy caro chốt caro cho em caro 50.000, chị nào là size XM L7274 mang vừa. Màu đỏ trên sào chị mặc size gì chị ơi? Đỏ trên sào phần đai giờ chỉ có SM thôi chị. SM thôi nhá, chị mặc size gì chị ơi? Rồi con này chị nào lấy mã caro. Lấy caro cho em, caro 50 này. Caro 50.000 cho em nhá. Chị nào lấy caro rất caro, caro 50 chị nào mặc size em. Size nhỏ nhỏ, SM thôi. Vàng 30 của chị Trần Hạnh. Gấm 50 em vừa không? Gấm 50 vừa không á, chị đeo nhiêu?
gấm 50 chị vừa, em vừa không nhưng mà quan trọng chỉ là bao nhiêu ký. Con gấm đó chỉ là tầm 50 ký thôi, 50 đến 52 ký thôi. Tại vì cái hàng gấm á, nó không có độ co giãn. Vậy là quan trọng cái phần eo của các chị nó là bao nhiêu nữa kìa. Rồi con này chị em, con này hàng co giãn nhá. Chị nào size L và XL đều vừa. L XL đều mang vừa cho em. Em ở Đắk Lắk ấy chị ơi. Size M hả? Rồi ok chị, size M em nhiều. Rồi con này chị em nhá, nó cũng là form ôm. Chị nào size L và XL đều vừa. L XL đều mang vừa cho em, có độ co giãn đấy chị này. Chị nào lên mã 420. Lấy 420 chốt 420. 420 cho em 60.000 nhá. Size L và XL đều mang vừa cho em. Lấy 420 chốt 420 cho em. Mã 420 sóng ở mẹ tưởng là hết rồi mà đâu đi ra. Cô Lý 420 của chị Nguyễn Thị Sáng. Rồi đây chị ơi, size M này, hàng đuôi cá nhá. Hàng đuôi cá, chị mặc con này là mặc bệt vai cho em. Chị Nguyễn Thị Sáng, mẹ là lưu số không? Rồi con này chị em lấy mã 86. Mã 86 nhá, con này chị nào mà SM. Mã 86 150 đi chị này. Chị thích màu đỏ. Màu đỏ đó là SM đó chị ạ. Rồi con này cũng là form đuôi cá chị em, dáng dài, dáng lỗ tay dài. Mát nhá chị ơi, yên tâm đi. Rồi đây chị ơi, đuôi cá chị em. Con này cũng size M, nhưng mà con này size M lớn hơn, con này eo 74. Chị mã 31. Mã 31 chị em. 200.000. 200.000 mã 31 nhá, chị lấy 31 cho 31. 31 200k chị là size M đó. Phần da là SM, đây chị ơi, con này có size M. Một con siêu phẩm. Mã 240 hết rồi chị ạ. Rồi con này chị lấy mã 45. Lấy 45 chắc 45 nhá. Mã 45 cho em một con lụa hai lớp dáng dài. 45 cũng là size SM. Nhưng con này cũng là SM rồi chị này. Một con kim sam màu đỏ, size SM để mang vừa cho em. Con này lấy mã 108. Mã 108 cho em nhé, 200.000 mã 108 này. Hàng đuôi cá nhẹ. Cái gì nhỉ? Kim sam đuôi cá cho em. Chị nào lấy mã 108 200.000. Lấy 108 cho 108 cho em. Đấy chị này, con này cũng xinh này. Hình như con này size lớn với các chị. Con này như là size L rồi này. Rồi con này chị nào eo 80. Rồi con này eo 80 size XL này chị này. Một con màu đỏ xinh chưa? Sao mà rồi không để ý cái này con này. Chị là mã 23. Mã 23 cho em nhé, về các chị ủi lại cái này cho em là nó đỡ thì cái đồ này là xinh này. Mã 23 eo 80 chị là size XL mang vừa cho em. Size XL mang vừa 220.000. 220k lấy 23 chốt 23. Mã 23 cho em 220 nhé. Mã 23 220 chị nào mà size XL đó, eo 80 đấy chị ơi. Khi nãy hỏi thì không có. Khi nãy hỏi thì kêu không có. Bây giờ ở lâu chui ra. Mã 23 của chị Nguyễn My. Chị Nguyễn My đơn là chiều nằm đâu ta? Con coi đơn chị Nguyễn My của chiều nằm đâu? Đi lại đợt tới 220. Ở đâu ngay đây thôi, không xa đâu. 23 hết, hết 23 rồi chị ơi. Hết 23 nhá. Rồi đây chị ơi, con size đơn là cái gì nhỉ? Một con size to đây. Rồi con này cho em nhá. Con này chỉ là eo trên 90, eo 92 đến 94 đây. Eo 92 đến 94 mang vừa cho em con này. Chị Nguyễn My mẹ nhớ chị có đơn này mà. Sao kỳ ra nằm đâu trời.
Chị Nguyễn Hương cho mình xem à, xem áo. Được vài cái đó là eo 72. Eo 72 thôi chị. Con là eo 72 thôi nhá. Rồi con này chỉ là eo trên 92, 94 chị này. Size lớn đây, trời ơi. Một con công size lớn màu xanh xinh chưa. Chị là eo 92 mang vừa cho em này mã 236. 236 120 nhá. Chị là 236 chốt 236 cho em. 236 cho em này 120.000. Chị nào mà size em size to eo trên 90, eo dưới 92 vậy. Eo 92. Chị ơi, cái con bẹt vai này là size M. Dạ rồi, ok chị, em bỏ chung đơn hồi chiều rồi. Nó đây chị ơi, eo 72. Nó bẹt vai nhá, các chị mặc là nó nằm. Cái vai nó như thế này chị em này. Không chị, hàng em co giãn đó. Hàng này không co giãn nhá, con nào co giãn thì em báo. Hàng này không co giãn một tí nào hết. Không hề co giãn. Rồi em lấy cho chị con trắng theo này xinh chưa? 236. 236 60 kg vừa không hả? 236 chị Su Beo. Chị ơi, chị bông hồng xanh. Chị 60 kg á, nếu mà so về 60 kg á thì là nó hơi rộng, nhưng mà quan trọng cái phần eo chị nó to lắm không? Nếu mà không to thì eo của nó là eo trên 90 nhá, chị Su Be. Chị Su Be lấy con này hả? Này con bỏ này cho chị này. Biết ở đâu mà lấy. Con bỏ cho nhanh đi. Là sao chị? Có đầm cổ thuyền à? Có đầm cổ thuyền không hả? Có chị ơi. Có nhá, nhưng mà dần không biết nó nằm góc nào mà lên đây. Rồi đây lấy chị con trắng này xinh này. Một con trắng hoa là hoa theo cho em nhé chị nhá, cực kỳ xinh luôn. Chị là eo 82 rồi mang vừa cho em. Con này eo 82 mang vừa lấy chị con trắng theo xinh chưa? Chị nào lấy mã trắng. Lấy trắng chốt trắng cho em nhé. Mã trắng 40.000. Mã trắng 40 chị nào trắng chốt trắng cho em. Mã trắng 40. Chị nào mà size XL mang vừa eo 80. XL mang vừa eo 80 mang vừa. Rồi lấy chị con này nó họa tiết, nó là nhung nhá. Con này họa tiết là nhung nhưng mà nó không phải là vải nhung đâu chị ạ. Rồi con này nó là cũng là hàng suông nhẹ. Chị nào tập 55-57 kg. 55-57 kg mang vừa. Thế là trời chị ơi, chị kia chị lấy mất tiêu rồi. Rồi họa tiết nhung, chị nào lấy mạng nhung đi, nhung 50. Dạ có chị ơi, có nhá. Rồi con này chị lấy mạng nhung. Nhung chiêu 50.000 mạng nhung nhá, nhung 50. Ren trắng sau lưng nhá. Ren trắng sau lưng, cái này này. Size to chị eo 90. Con này là size A gì nhỉ, con này là cách tân. Con này không phải màu trắng đâu chị, màu xanh. Bên trong là màu trắng nhưng bên ngoài cái vạt của nó là màu xanh nhá. Con này chỉ là eo 90 mang vừa à, cái gì nhỉ? Mã trắng của chị Nga Nga. Mã nhung của chị Ngọc Nguyễn. Chị Ngọc Nguyễn này. À không, chị Ngọc Nguyễn, khổ. Phải chị Ngọc Nguyễn hồi chiều không? Hay chị Ngọc Nguyễn thôn nào đấy? Chết cha rồi. Cho nên em bảo chị Ngọc Nguyễn không đi được đấy. Mà không biết phải chị Ngọc Nguyễn này không. Chị Dương liệu cho xem áo bông xanh của xanh. Mà Nhung. Nhung đợi, con đưa cái điện thoại xem phải chị không nào. Ngọc Nguyễn hồi chiều nhưng không biết có phải chị Ngọc Nguyễn hôm qua mình đi. Đi mà không được á. Chị Nga Nga lấy con nào á. Chị Ngọc Nguyễn hồi chiều hả? Chị ơi có phải đơn bữa không? Hay là đơn hay có phải chị hôm bữa không? Để em bấm lại cái điện thoại con nào. 0982. Vậy là không phải. Em tưởng chị Ngọc Nguyễn hôm bữa không là không đi được đâu. Này. Ủa khoan chị lấy cái gì á? Chị Thủy Trần có đỏ 62 kg không? Em hết mất tiêu rồi chị. Chị Ngọc Nguyễn. Lấy gen trắng hả chị? Lấy con gen trắng đây hả? Ok chị. Em chào chị
Này chị Châu Châu này. Chị Châu Châu này con. Này, đưa điện thoại này. Nhung 50. Nhung 50. Đây lên tiếp chị, con size lớn này, con này có độ co giãn nhá. Rồi con này có độ co giãn eo trên 90 đi chị này. Hàng này hàng co giãn cho em eo trên 90 mang vừa cho con này xinh chưa? Eo trên 90 mang vừa lên mã 8 nhá. Lên mã 8 cho em 50.000 mã 8 này. Mã 8 50k, chị làm mã eo trên 90 mang vừa cho em. Hàng này hàng co giãn nhá. Chị nào thích hàng co giãn thì lấy con đó cho em, mặc hơi bị sướng luôn. Eo của nó là eo trên 90 lại. Rồi em lấy chị một con công màu trắng. Cái con công này rồi ok chị. Chị sau bé này. Rồi ok chị. Các chị có đơn cho em địa chỉ cho nó nhanh. Rồi lấy chị con này bị hư khóa cho em nhá. Mã 8. Mã 8 đâu con. Mã 8 cho chị su bé. Rồi con này E76. Con nó 50.000. E76 nhá, lấy chị một con hư khóa. Mã trắng theo 40. Ủa vậy á, cái màu xanh. À, cái màu xanh đó là size S, E68-70 của chị Nga Nga, chị lấy con gì á? Con đỏ. Cái con đỏ gen khi đầu á chị. Cái con đỏ gen đỏ đô đó phải không? Với lại con trắng 40. Phải không con? Đưa lại cái con đỏ gen nó cho mẹ con, mẹ bảo lại chị con. Rồi chị nào lấy mã hư khoái nhá. Hư khóa 30 của chị Nga Nga. Đây con này cho chị Thu Đen. À con đỏ đấy hả? Con đỏ đó với lại con trắng. Đúng rồi, đỏ với trắng 30. Hả? Rồi rồi em nhớ con đó. Nhớ con đó chị. Em nhớ con đó rồi. Con trắng đó xinh. Hơi bị xinh luôn. Theo nhá. Đây chị ơi, eo nhỏ. Con này chị là E68-70, sẽ S mang vừa cho em. Sẽ S nhé chị nhé. E68-70 đây chị. Rồi ok chị, con đỏ còn tem, em nhớ rồi, con đỏ còn tem. Rồi đây nhé chị ơi, E68-70 sẽ S. Hàng kia size cho em. Hơi bị xinh luôn này chị này. Cái này bị bung ra thôi, về chị may lại giùm em nhá. May lại giùm em với, nó bị bung ra. Nói chung là các chị chấm một đường chỉ là xong mà. Em lười. Nói chung về khâu vá thì em hơi bị lười một xíu. Phải nói rất chi là lười, nhưng phải là lười nữa. Rồi ok chị. Thì chị cho rồi hả? Chị cho con mét hả? Chị vào cho vào messenger cho em hả? Rồi ok chị nhá. Nhiều khi em chụp đấy em chả nhớ. Nhớ lên chị con trắng đấy xinh này. Một con công trắng. Một con công trắng nhá. Con này xinh, chỉ là size M, E72-74. E72-74 rồi là mang vừa cho em. Xinh chưa? E72-74 mang vừa. Rồi ok, ok chị này. Rồi mà trắng cho em, trắng 120. Trắng 120.000, chị nào E72-74 nhá. 72-74 mang vừa cho em lại mã trắng, trắng 120. Các chị ơi, các chị cho em đúng số điện thoại nhá. Không nhiều khi là shipper gọi cho các chị không lại sai số là chết em á. Là chết dở luôn á. Lấy chị một con cách tân này. Con cách tân này nhá, SML này mang vừa cho em một con cách tân caro, cái form tay của nó cưng chưa? Một con cách tân caro, chị nói là cách tân cho cách tân, cách tân 50 nhá. Cách tân 50.000. SML rồi mang vừa cho em. Chị nào là cách tân cho cách tân, cách tân 50 cho em. Cách tân 50.000, SML rồi mang vừa cho em nhá. Chị Hạnh đi, em có một sườn xám hả? Ủa vậy á chị, em không nhớ nữa. Con trắng.
trắng nào, trắng à, rồi trắng của chị Hạnh Đinh kìa. Đây đây đây. Em không nhớ nó để em kiểm tra đơn nhé chị ơi, em gọi em không nhớ. Em còn một mớ chị chưa đủ đơn em để đây này. Xếp bao nhiêu hả? Xếp đồng giá là 30.000 nhé chị nhá. Xếp đồng giá là 30k, nhiều khi các chị lấy nhiều quá thì cái tiền ship hơi cao chứ còn. Chứ còn bây giờ đồng giá đơn người ta là người ta lấy bọn em là 35.000 một đơn rồi. Mà em lấy các chị có một 100 à có 30.000 thôi. Mà trắng ạ, à, để em xem có eo bao nhiêu công trắng. Eo 72 74 chị ơi, nhưng mà hết rồi. Để em xem còn con nào không. Công một trắng, công xanh được không chị? Công xanh được không? Không có công trắng, lấy công xanh được không? Công xanh nhá, nó cũng bằng size nhau và cũng bằng giá luôn. Nhưng còn hai con công màu xanh này. Còn hai con màu xanh luôn. Đều size đều giống nhau hết nhá, eo 72 74. Mực hai con xanh này khác nhau này. Hai con xanh khác nhau thì em đều eo 72 74 nhá. Để em lên mã đi. Rồi mã 17. Mã công xanh 17 cho em này. Mã 17 và mã 99 nhá. Hai màu nó khác nhau, nó cũng là màu xanh nhưng mà nó lại màu đậm màu nhạt cho em. Rồi mã 99 và mã 17 cho em. Đều là size M mang vừa eo 72 đến 74 nhá. Cùng một màu luôn chị này. À cùng một size nhưng mà khác màu. Rồi chị nào lấy mã 17 hoặc 10 và mã 99 cho em. 17 hoặc 99 cho em nhá. Rồi em lấy chị con caro này size nhỏ. Con caro này chị là eo 68-70, chị là size S thôi chị ơi. Size S nhá. Eo 68-70 mang vừa cho em con này. Eo 68-70 mang vừa chị là lấy caro. Caro cho em 100.000 mà caro. Caro 100. À đây này chị này. Đây đây em còn một con màu trắng đấy, khổ quá. Trắng thì chị nào lấy nhỉ? Trắng của chị tắc kè đâu rồi? Khoan. Chị Tôn. Chị Tôn kề ái mà đọc sơ lại thành tắc kè. Rồi ok chị này. Rồi này con này. Chị Tôn kề ái. Muộn hay muộn. Eo 85 á chị. Eo 85 á. Eo 85 chỉ có hàng ngắn á chị. Giờ hàng dài hết. Chị Nguyễn Tuyết 2X màu tối. Sao 2X màu tối hả? Không biết em có không đây. Không biết là có 2X màu tối không đây. Rồi lấy chị con này này. Lấy chị con này có độ co giãn nhá. Chị nào mà sẽ SM mang vừa. Hàng co giãn cho em này. Cái gì trời. Cái này nó còn chưa mặc đến luôn này các chị này. Cúc cũng còn chưa tháo ra luôn. Cái kiểu như mình đi mua quần á. Giống như mình đi mua quần mà cái ấy. Cái gì nhỉ. Nó còn chưa tháo ra. Về mình tự tháo. Chưa cắt. Rồi con này cho em nhé. Lên chỉ một mã đỏ đen này. Đỏ đen này nó là form ôm. Size SM cho em nhé. Chị nào thích ôm body thì lấy con này cho em SM. Hàng này hàng co giãn cho em. Rồi mã đỏ đen 120. Em còn 2 hay 3 chiếc giống nhau này. Cùng một size luôn nhé. Cái cúc nó như vậy cho em. Size SM em 72-74. Có độ co giãn cho em nhé. Chị Nguyễn Thủy ạ. Có màu trắng eo 85 không hả? Màu trắng eo 85 hả? Để em xem hả? Rồi mã đỏ đen nhá. Đỏ đen cho em 120.000 mã đỏ đen. Đỏ đen 120. Chị nào mà sẽ SM thôi. SM mang vừa là đỏ đen chấp đỏ đen. Đỏ đen 120 này. Đỏ đen cho em 120.000 mã đỏ đen nhá. Chị thích màu trắng hả? Màu trắng size lớn hả? Em có màu trắng không biết là màu. Cái con này size nhỏ rồi. Con này bị dính dơ. Dạ chị. Con này bị dơ nhá. Chị nào lấy em tặng đi. Nói chung là nó bị dơ một xíu. Nhưng mà nó còn xinh. Size nhỏ nhỏ. Rồi chị nào lấy em tặng nhá. Mà tặng đi. Về các chị tẩy cho em là được. Bị một xíu thôi. Cái hoa này là hoa theo nhá. Rồi eo 68-70 sẽ ép thôi. Sẽ ép nhá. Nhưng mà hơi bị xinh không. Nó còn đẹp lắm các chị ơi, mới tụ ở cái phần cổ bên trong này. Nó bị dơ một chút xíu, chị nào lấy em tặng. Tặng cho chị Mộng Huyền Võ Thị này. Dơ chút xíu thôi chị. Theo cho em á. Này là theo, không phải in đâu. Này cho, này con. Tặng cho chị Mộng Huyền Võ Thị.
Em có con đỏ này nữa này. Em xem con này nó là size gì nào. Rồi đây nhá, đây cho chị con đỏ này xinh này. Người eo 72, 74, sẽ SM được vừa. Con đó tặng hay con? Tặng cho chị Mộng Hiền đó chị. Tặng em đi. Em tặng chị Kim mất rồi. Rồi con này chị là eo 72, 74 nhá, sẽ SM, lấy mạng 46. Lấy 46, giúp 46 chị em nhỏ quá, đúng rồi chị. Mà em tặng chị Kim mất tiêu rồi. Người mạng 46, mạng 46, 160.000 nhá. Mạng 46, 160. Rồi mã đỏ đen của chị Diệu Lành. Đỏ đen chị Diệu Lành này, 120 này. Chắc là có chị. Hả? Đây. Đã gọi là tặng rồi còn hỏi là có tính tiền không? Em thì thôi chứ. Ai mà lại chơi vậy? Rồi con này cho em nhá. Đây chị con này, cái con này nó các chị phi size này. Con này phi size nhá, dáng đầm chấm bi cực kỳ xinh luôn. Con này các chị từ 40, từ 40 cho đến 60 kg mang vô cho em. Từ 40 cho đến 60 kg nhá, tại vì nó có dây, nó có khóa và thắt dây như vậy cho em này. Từ 40 cho đến 60 kg mang vô lấy mã bi. Bi cho em 80.000. Xem mẫu trên. Chị ơi chị mặc size gì á? Em còn toàn size nhỏ là nhiều á chị. Chị mặc size gì em lên cho, phần đa là sẽ mở. Rồi chị lên mạng bi, bi 80.000 mạng bi nhá. Cái có dây này để các chị thử thắt cho em. Nói chung là từ 40 cho đến 60 ký. Này cho chị Nguyễn Thị Sáng này, 80. Rồi chị nào thích body nữa không? Em còn một con ôm body này. Body này nhá, SML cho em còn nguyên tang nguyên mát. À, Subel 80 á. 80 con nào con? Mà 80 là con nào á? Con lại 80 con này. Rồi đây nhá chị ơi, con này thì nó cũng sexy một xíu thôi. Ở phần ngực này cho em. Rồi SML mang vừa cho em, hàng này hàng co giãn. OMD cho em còn nguyên tem nguyên mác này. À, đỏ eo 90. Đỏ eo 90 không có chị ơi, 52kg eo 72 đã đúng rồi. 52kg eo 72 em có size M nhá. Rồi mạng tem, tem 60, hoa là hoa theo nhá chị nhá. Cái con trắng này chị nó thích OMD thì lấy con này chị em. Hoa là hoa theo cho em chị này. Lấy mã tem, tem 60. Mã tem 60 chị mặc size M hả? Đây chị ơi, chị có thích màu đỏ dáng dài không? Con này là dáng đuôi cá cho em nhé. Đây chị con phong dáng dài đuôi cá. Con này eo 72, 74 đây chị. Nói chung là cái con này á, các chị mà từ 1m55 trở lên á, thì nó mới nhìn thấy phong nhé. Nhưng em thấp quá là không nhìn thấy phong. Nó không nhìn, nó không thành con đuôi cá được. Rồi con này chị nào là mã đỏ. Đỏ cho em đỏ 200.000 mã đỏ này. Đỏ 200 nhá. Chị nào mà sẽ SM được vừa. SM được mang vừa cho em để mã đỏ. Đỏ 200.000 dáng đuôi cá cho em nhá chị ơi. Dáng là dáng đuôi cá. Chị nào sẽ SM. Đeo đến 72-74. 72-74 mang vừa cho em. Màu đỏ hả? Đây chị. Một con kim sa này. Con kim sa này cho em nhá. Còn nguyên tang nguyên mát luôn này chị ơi. Xinh lắm luôn. Lên dài bông sáng. Size SM ấy chị. Đỏ quá đẹp mà nhỏ. Em chào chị Chiêm chú Hồng. Rồi con này cho em nhá, một con đuôi cá kim sa này cưng cho. Con này chị nó lấy má, thôi lấy má kim sa đi. Lấy kim sa chắc kim sa. Kim sa 240 chị ơi. Kim sa cho em nhá, 240.000. Chị nào mà eo 72 sẽ SM á. SM cho em nhá chị ơi, lấy kim sa giúp kim sa. Kim sa, kim sa. Kim sa 240.
Chị Nguyễn Thị Lan 63, chị có vừa không? 63 ký à chị? 63 ký hay là eo bật eo 63? Nếu mà 63 ký không vừa, còn eo 63 là vừa đấy chị nhá. Đây chị ơi. Size SM có độ co giãn cho em. Và con này xinh lắm. Eo 72 74 có độ co giãn nhá. Con này nó xẻ một bên cho em, hơi bị xinh luôn. Chị là mã 57. Thế này có một con như này ai lấy như con này? Cái này em có một con nó tựa như con này này, nhưng mà nó là sắt đấy. Cũng sẽ tà một bên nhá. Rồi con này chỉ là mã 7, mã 75. Mã 75 cho em 140.000 mã 75 này. Mã 75 140 nhá. Chị nào mà sẽ SM. Nói chung là cái phần trên này của em giờ nó chỉ có SM thôi các chị ạ. Phần đa là sẽ SM là nhiều. Size lớn là không có rồi. Hết rồi hết. Phần đa là sẽ SM thôi các chị ơi. Nha 80 không được chị ơi. Size nhỏ lắm. Nha 80 chỉ có hàng ngắn hết chị. Hàng dài bây giờ tạm thời hết. Chị Nguyễn My xem con kiên xa đường may có. Chị nói đôi chiếc eo á. Chị nói được chiếc eo được thôi chị ơi. Cái đường kia không nối được đâu. Cái đường chiếc eo ở hai bên này. Hai cái đằng trước, hai cái đằng sau thôi nhá. Còn không còn nối được đâu chị ơi. Rồi con này cho em. Con này chỉ là eo 74 đến 75. 74 đến 75 mang vừa cho em. Size S, M, eo 74 đến 75 mang vừa cho em nhé. Chị là 50 đến 52 ký. Mã 169. Mã 169 cho em 50.000 mã 169 này. 169 50k, chị làm mà sẽ SM eo 72 74. Eo 72 74 mang vừa cho em. Bật quạt lên. Trong đó có quạt mà. Eo 72 74 mang vừa cho em nhé. Rồi lấy chị con đầm này. Rồi con này eo 72, 74 mang vừa cho em một con đầm. Con này là vải lụa cho em chị này. Một con đầm cực cực xinh, mã 57. Mã 57 là con nào quá? Rồi đây mã 57 này. Mã mang này của chị Anh Đỗ Thị này. Này con. Rồi nha, con này chị làm eo 72, 74 sẽ SM để mặc lên cho chị coi cái form này. Chị nào thích dáng đầm thì lấy nhá. Thích đầm thì lấy cho em, con này đơn giản nhưng mà lại xinh nhá. Đơn giản lại đẹp nhá các chị ơi. Rồi nó có điểm nhấn ngay cho eo mình này. Đó xinh chưa? Rồi đây chị ơi, SM đều mang vừa, xinh chưa? Con này là vải lụa cho em. Nó là hàng lụa nhá, đằng sau có một miếng màu đen này. Xinh cực kỳ luôn. Rồi con này chỉ là mã đầm. Đầm cho em đầm 120 nhá. Mã đầm 120.000, chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em là mã đầm, đầm 120 nhá. Vải là vải lụa nhá chị ơi. Con này các chị mặc đi tiệc cũng được này. Không cần phải dài lắm hay là sang lắm chị Ngọc Nguyễn. Này cho chị Ngọc Nguyễn này. 120. Size M thôi nhé chị nhá. Cho chị Ngọc Nguyễn này con. 120. Hàng lụa hơi bị xinh luôn. Vải là vải lụa. Rồi em lấy chị con này size nhỏ. Con này chị là eo 68-70. Chị lấy mã tím đi. Mã tím nhá. Tím là eo 68-70 size nhỏ. Mã tím 30.000 mã tím này. Mã tím 30. Chị là eo 68-70 mang vừa cho em. Xinh chưa? Mã tím. Tím cho em 130 chị này. À quên. Mã tím 30.000. Mã tím 30k nhá. Chị nào lại tìm chốt tím. Tím 30.000. Chị nào mà sai à? Sai cái gì sai à? Sẽ SM. SM. SS. Eo 68-70. Chưa gì đã liệu.
Rồi lấy chị một con lụa hai lớp dáng lỡ cho em, dài qua đầu gối này. Chị là E72-74, SM mang lụa, xinh chưa? Đơn giản mà đẹp không chị nhá. Đơn giản mà lại xinh, không cần phải cầu kỳ. Rồi mạng 329, 329 140 này. Mạng 329 cho em, 140.000. Chị nào mặc size M nhá. Mạng tím của chị Trang Nguyễn. Chị Trang Nguyễn có đơn cho chị nhỉ? Chị Nga Nguyễn. Chị Trang Nguyễn ơi, có đơn chưa? À, chưa có lên số cho em nhé chị nhá. Con đó là size nhỏ lắm. Nhưng 6870 á. Rồi con này cho em, con này chị nào E72-74 sẽ SM này. Mạng 329. 329 cho em nhá, 140.000 mạng 329. 329-140. 329-140. Em có cái con hợp chiếm, có con xanh này xinh mà không chị nào ưng. Chị nào thích màu xanh? Đi rồi hả? Đơn chị đi rồi hả? Yeah. Em chào chị. Chị ơi lên lại số cho em với, để em lưu số của chị vào. Bữa sau em khỏi phải gọi nữa. Chị Trang Nguyễn. Em lưu số chị vào rồi sao em khỏi hỏi nữa. Ừ con đó, 30. Rồi đây nha các chị ơi, một con màu xanh. Hoa là hoa theo E6870 luôn, size nhỏ này. Trời xinh quá. Lấy mã xanh nhá. Rồi em thấy số chị rồi này. Mã xanh. Mã. Lấy xanh chất xanh em. À, caro lửng đi hả? Rồi ok chị. À, cho chị xem áo đỏ, áo dài. Cái áo dài màu đỏ đó hả chị? Rồi con xanh này là 50 nhá. Chị ơi con đó size M E72-74 á. Cái này bị bông chỉ thôi, không phải bị rách đâu. Về may lại giùm em với. Bị bông chỉ thôi nhá. Rồi lấy mã xanh, xanh 50. Mã xanh 50.000, chị nào mà sẽ S rồi L6870 đây chị ơi. Dáng dài cho em. Hàng đuôi cá nhẹ nhá. Chị nào mà L7274. Con L7274 mang vô cho em lấy mã đỏ đi. Đỏ cho em 200.000 mã đỏ nhá. Đỏ 200. Chị nào đỏ cho em, đỏ cho em, đỏ 200.000. Chị nào mà size SM được vừa. SM mang vừa chị. Rồi lấy cho chị con trắng, chị Như Hà cách tân trắng đằng sau. Cách tân trắng đằng sau á, không phải cách tân đâu chị ơi, con đó không phải cách tân đâu. À đúng rồi, cách tân chứ. Cái này chị nào mà size SM nhá, cái mã trắng này, trắng 20.000 cho em. Mã trắng 20 chị nào size SM này. Lấy trắng chốt trắng nhá, trắng 20 chị nào SM để mang vừa. Đây chị. Con này là áo dài cho em hàng 4 tà nhá. Cực kỳ xinh cho em này. Nhưng không hiểu có vải này là vải gì cho em. Lấy mã 118. Mã 118 cho em 160.000 nha chị ơi. Mã 118 160. Có đúng con đó chị không? Chả có con nào hết. Lấy 118 chứ 118. 118 160. Các chị thích hàng caro hả? Caro em có, em chẳng biết nằm góc nào đây. Có caro nhá. Có caro mà giờ nó nằm ở đâu đây? Caro em nhiều lắm luôn ấy. Phải nói là caro em hơi bị nhiều. Mất được nào để lên cho chị. Rồi mặt trắng của chị Nguyễn Trang. Rồi con này chị nào size nhỏ. Một con đỏ phân, à cái gì nhỉ? Con đỏ này theo nhá. Một con đỏ phân theo, à cái này hoa theo chị. Không thấy gì nữa. Cứ phải để mình đọc tên này. Rồi con này chị nào sẽ S này. Em chào chị Hoàng Yến. Rồi con này chị nào sẽ S mang vừa cho em nhé. Chị nào là mã đỏ, đỏ 60 này. Mã đỏ trên 60.000. Trời ơi hoa theo luôn, chị ơi xinh chưa. Mã đỏ cho em đỏ 60.000. Chị nào sẽ S mang vừa cho em. Lấy đỏ chất đỏ, đỏ 60 nhé. Chị nào sẽ S mang vừa. L6870 thôi, nói chung là size nhỏ nhỏ cho em nhé. Con đó chị nào size nhỏ. L6870 mang vừa cho em, size nhỏ cho em này. Đây chị ơi, caro đây. Caro này size nhỏ chị ơi, sẽ S thôi. Con này sẽ S mang vừa cho em nhé, con này bị dơ hơi một xíu. À, em chào chị hội đổ này.
Rồi con này chị nào sẽ ép đang vua. Chị nào mã 69. Mã 69 cho em nhé, con này bị dơ 40.000 cho em. Này 69 chốt 69, mã 69 40. Chị nào sẽ ép thôi, size nhỏ nhỏ nhá. Rồi đây là chị con tím này, cái con tím này có độ co giãn. Lấy chị con tím này size lớn đấy các chị này. Hàng này là hàng co giãn cho em nhá. Chị nào eo trên 90. Eo trên 90 mang vừa lên mã tím đi, tím 50.000 mã tím. Tím 50 eo trên 90 mang vừa, hàng này hàng co giãn cho em này. À, chị Như Hà. Bông đằng sau bao nhiêu tiền? Con này chị nào eo trên 90 mang vừa cho em nhá, lên mã tím. Con này á chị. Con này eo 72 74 sẽ SM nhá. Con này lên mã 45, mã 45 chị em là 240.000 chị ạ. 240k mã 45 nhá. Con này cực kỳ xinh luôn chị. Phải nói là xuất sắc. Con này thì mắc hơn một xẻ một tí. Mã 50 của chị là siêu bé. Rồi con này cũng size SM này, mã 21. Mã 21 cho em là 220.000 mã 21 nhỉ. Mã 21 220. Con này rẻ hơn một xíu. Em có một con trắng. Con trắng ráng lửng này các chị này. Một con trắng ráng lửng nhất chị là size SM, hàng này hàng sắt nách cho em. Size SM là mang vô cho em, chị là lấy mã công đi. Công nhá, công 50.000 mã công. Công 50 chị nào lấy công chất công nha em này. Công 50k chị nào size SM mang vô. SM mang vô cho em lấy công chất công. Mã công 50 nhá. Chị nào lấy công chất công cho em, công 50.000 chị nào size SM thôi. Rồi lấy chị con này xinh này. Con này là hoa sen cho em nhé chị ạ. Lấy chị một con hoa sen. Hoa sen này eo 72-74. Rồi chị nào lấy mã sen. Sen cho em 40.000 mã sen nhé. Sen 40 chị nào eo 74 băng vừa cho em. Lấy sen chất sen. Sen 40. Em lấy chị một con đầm của bé. Lấy chị một mã của bé nhé. Bé nó là tầm 25-30kg. Nói chung là tùy thuộc vào chiều cao của bé nữa. Nhưng mà bé nào cao cao thì 30kg mang vừa. À bé, đúng rồi. Còn bé nào mà thấp mà bụ bẩm nó thì tầm 20-25kg thôi nhá. 20-25kg thôi chị này. Màu là cực kỳ xinh luôn. Phong này hơi dễ thương. Rồi chị nào lên mạng bé nhá. Mạng bé trên 40.000 mạng bé này. Bé 40. Lấy bé chốt bé trên bé 40.000. Cái con này bị lỗi thì chị nào lấy em tặng nhá. Đâu nhỉ? Cái này bị bung này. À, mã 21 eo 80 mặc được không? Mã 21 là con nào con? Mã 21 ngoài đó mà. À không, không vừa đâu chị. À, sen 40 của chị Hương Đinh. À quần của chị Hương Danh. Chị Hương Danh lên số tặng cho chị sau be này. Mã sen của chị Hương Danh. Chị Hương Danh nghe lên số cho em. Em đọc lộn là Hương Đinh. Xem nữa là xong phim. Rồi đây nha các chị ơi, con này cũng size nhỏ. Size nhỏ nhỏ cho em. Không, con này không nhỏ đâu. Size M và size L này. Một con hoa nhí cho em này. Chị nào thích hoa nhí thì lấy con này cho em nhé. Chị nào lấy mạng nhí đi. Lấy nhí chốt nhí cho em, nhí 60 nhá. Mạng nhí 60.000, chị nào eo 74. Nói chung là SML mang vừa. Các chị sẽ SM thì thành nó thành hơi rộng rộng một tí chị em. Còn các chị nào mà size L thì nó ôm vào người hơn một xíu nhá. Size L thì mặc nó ôm hơn. Còn size SM thì mặc hơi rộng một xíu. Thì là SML được mang vừa cho em. Lấy mạng nhí nhá. Chị nào lấy nhí chốt nhí cho em. Mạng nhí, nhí 60 cho em này. Mạ nhí 60 chị lấy nhí chất nhí nhá. Mạ bé của chị Trang Nguyễn. Có nhung không ơi chị, nhung hết mất tiêu rồi chị ơi. 40. Rồi con này chị em này các chị này. Chị nào sẽ E6870, một con màu xanh xinh chưa? Hoa là hoa sen nhá. Một con hoa sen màu xanh nữa, chị nào lấy xanh đi. Xanh như em 60.000 mã xanh này, xanh 60 chị nào mà sẽ E6870 mang vừa.
Rồi chị nào lấy xanh nhá, lấy xanh chốt xanh cho em. Em lấy chị con trắng theo này. Con trắng theo này chị nào size nhỏ. Trắng theo này chị nào sẽ thôi. Nhưng con này theo toàn bộ cho em. Rồi lấy mã trắng đi, trắng 30 nhá. Mã trắng 30.000, chị nào sẽ L6870 thôi chị nào. Xanh cực kỳ luôn. Cái này nói chung cái này là theo hết chị nhá. Theo hết cho em, không phải là in hay gì đâu. Rồi lấy mã trắng, trắng 30.000, chị nào sẽ thôi, size nhỏ nhỏ. Rồi chị nào lấy mã trắng, trắng 30 này. Mã trắng cho em trắng 30.000. Rồi đây size to đây. Mã trắng của chị Trang Nguyễn. Rồi con này size lớn nhá. Con này chị nào eo tới 102, 104 luôn. 102 đến 104 nhá. Con này dạng dáng xuông xuông nha này. Con này nó là hàng phong xuông 60-65kg. 60-65kg mang vừa. Em không hiểu cái hoa này là hoa gì. Hoa gì cho em 60-65kg cho vừa. Này em cho các chị coi gần này. Đó. Cái hoa của nó cực kỳ xinh luôn. 60-65kg nhá. Chị nào lại mã 65 đi. Mã 65 cho em 60.000 mã 65 nhá. Mã 65 60k. Nó là hàng dáng lỡ phong xuông 60-65kg mang vừa cho em. Mã 65 65.000. À quên. Mã 65 60.000. Mã 65 60.000 nhá chị nhá. Mã 65 60.000. Em lấy chị con này của bé. Áo dài đằng sau chị từ. Đây á chị con đỏ này á. Con này á chị này, nếu mà các chị mà 1m6 á, 1m6 các chị 52-53kg là cũng vừa. Còn các chị mà dưới 1m6 á thì tầm quên, các chị 1m6 á thì là tầm 55kg nhá. Còn mà dưới 1m6 thì tầm 52-53kg trên. Đỏ nhá. Lấy mã đỏ. Mã đỏ cho em đỏ 200.000 mã đỏ. Rồi con này cho em, con này các chị này. Các chị làm thành áo cũng được. Làm thành áo cũng được nhá. Nếu mà chị nào mà cao thì nó thành cái áo. Còn mà chị nào mà thấp thấp ấy, thì nó thành cái đầm. Rồi size nhỏ. Con này chị nào sẽ SM này. SM mang vừa cho em. Nó thành vừa là cái áo vừa là cái đầm. Không sẽ S thôi các chị. SM là chật. Tập L6870 thôi. L6870 mang vừa cho em. Mà áo 30. Mã áo cho em 30.000 nhá. Áo 30, chị nào mà L68 đổ lại mang mũi L68-70. Chị nào mặc áo đi. Mặc áo 30.000. Rồi lấy chị con này có độ co giãn này. Hai hàng co giãn nhá. Chị nào 60-65kg độ mang mũi cho em. Có độ dài L78. À không chị ơi. Em hết size lớn thôi. Em còn toàn size nhỏ. Rồi chỉ có hàng ngắn thì may ra cho chị. Hàng dài rồi là bó tay đó. Rồi con này chị nào size M, M, L, X, L và mỗi X cũng mang vừa nhá. Tại vì hàng này hàng co giãn. Các chị mà size M và size L thì nó là hình cái đầm. Còn L, X, L, à, X, L và mỗi X ấy, thì là nó ôm vào người hơn nhá. Rồi chị lấy mã 01. Lấy 01 chốt 01 cho em. Mã 01 60.000 mã 01. 01 60 nhá. Chị nào lấy 01 chốt 01 cho em. 01 01 60.000 mã 01. Rồi lên tiếp các chị hàng của bé này. Bé là 35kg. Đuôi cá nhá. Hình đuôi cá màu màu cam. Bé là tầm 35kg mang vừa cho em. Chị nào lấy mã cam. Mã cam cho em cam 40.000 mã cam nhá. Cam 4 đuôi. Bé là tầm 30-35kg thôi. 30-35kg mang vừa lấy mã cam. Chị nào lấy cam rất cam cho em. Cam là 30. Rồi con này chị nào size L này. Có độ co giãn nhẹ nhá, chị nào L76. L76 mang vừa cho em, 55kg mang vừa cho em. Để mã tím đi. Mã tím nhá, tím 20.000 mã tím này. Tím 20 chị nào L76 size L. Chị nào mã tím cho em. Mã tím. Tím 20.000 mã tím. Tím 20 L76 này. Rồi lên tiếp các chị con trắng theo nữa. Có hàng nút bên hông nhá, nhưng mà con này size nhỏ. Ui con này bé lắm các chị ơi, nhỏ xíu xíu à.
Con này chỉ là eo 64 đến 66. 64 đến 66 thôi nhá, rất chi là nhỏ. Rồi chị nào là mã nhỏ cho em, nhỏ 30.000. Mã nhỏ 30, chị nào là nhỏ chất nhỏ này. Mã nhỏ 30.000, chị nào eo 66 đến 6. 64 đến 66. 64 đến 66 mang vô cho em nhá. Bé lắm nha các chị ơi. Rồi đây này chị này, một con lụa này. Con lụa này xinh này. Đây chị này eo 86, 88 đây. Lụa dáng lộ cho em. Eo 86, 88. Hoa là hoa 3D này. Mạ tím của chị Ngọc Bích. Ủa? Hai chị Ngọc Bích lận à? Khi đây chị Ngọc Bích hình đại diện khác. Giờ chị Ngọc Bích lại hình đại diện khác. Phải không chị ơi, hay vẫn chị Ngọc Bích đấy. Tiếng dồn đơn. Con ngoài đó thôi, cái cổ màu tím này. Ngọc Bích nhá. Ngoài đó mình đưa cho con thấy. Đưa cho từ khi nào đấy chị, thuốc con nào rồi mà. Có. Mà tím, tím hết mất tiêu rồi chị ơi. Rồi con này cho em nhá, chị là mã 42. Mã 42 cho em lụa dáng lỡ. Eo bà eo 86 đến 88 mang mua cho em lấy mã 42. Mã 42 cho 150 mã 42 này. Được chưa? Đấy mẹ đưa cho con rồi mà. Khổ quá. Mẹ còn hỏi là chị Ngọc Bích là cái đơn nó không đi được. Mà chị Ngọc Bích ơi, mã lụa của chị Đặng Lê, Đặng Lê, Lê Văn Trí có 70 hơn, có chị ơi. Rồi ok chị, con đó 150. Chị Ngọc Bích ơi, cái đơn của chị nó không đi được đâu. Đếm cho trẻ chị, cho Loan Thanh đi. Chị ơi, đơn của chị không đi được nhá. Đơn của chị em để đây này, có đi được đâu mà lấy chị ơi. Em phải xả ra ấy chị. Không đi được, nay có hai chị không đi được. Chị Ngọc Bích mà chị với chị Ánh Trăng mùa thu là không đi được này. Để cho chị Loan Thanh đi, chị Loan Thanh làm đâu trong này. Đâu chị Mai đi lên luôn. Chị Su B đi tiệc hả? Đi tiệc chị mặc size gì á? Em quên mất tiêu rồi. Size lớn phải không? Đơn của chị size lớn đúng không? Để xem con này nó là size gì. Hãy tìm cho chị Thanh, chị Loan Thanh. Mà cái này là chị gì, chị Ngọc Nguyễn à? Của chị đó chỗ cái đường hay cái gì nhỉ? Nó bị dính cái gì nhỉ? Nó không đi được. Rồi con này chị này eo 76 này, size L này. Nó sẽ tàm một bên nhá, eo 76 size L cho em. Con này chị này eo 76, chị là size L. Chị này mã 30 nhá. Lấy mã 30 cho em eo 76, chị nào size L mang vô cho em con này. Chị nào lấy mã 30. Lấy 30 chút 30 cho em, mã 30 cho em là cái gì nhỉ? Mã 30 140 nhá, mã 30 140. Mã 30 cho em 140.000, chị nào size L mang vuông. Em 90 size lớn hả? Em 90 size lớn. Ok, em tưởng chị có chị chốt con nào size lớn nữa mà không phải à? Rồi em lấy chị con cách tân màu tím. Lấy chị con cách tân này nhá, chị nào size L. À quên, size XL. Eo 82 mang vuông cho em.
Vẫn da bình thường á? Vẫn da bình thường à? Của chị á? Có chị ơi. Rồi đây này chị này. Chị này em 92, 94 này chị này. Lấy con này đi, một con cách tân. Con cách tân này xinh này chị này. Chị sau B. Đây chị ơi, eo 92, 94 này. Một con cách tân màu tím cho em. Rồi mai em đi đơn cho chị, nếu em trả lời rồi mà em đang trả lời em lại nói với chị nào thế là lại quên mất. Rồi đây chị ơi, lại cách tân nhá. Cách tân cho em. Chị là eo 90 này, trên 90 này chị này. Lại cách tân cho em, cách tân 80 nghìn mà cách tân. Cách tân 80 chị ơi. Cách tân cho em 80 nghìn, chị nào mà sai em. Size to, eo trên 90 đây. Này cách tân cho cách tân. Cách tân 80 chị nào eo 90 trở lên nhá. Cái gì em đang nói gì? Cái chỗ của chị là nó bị ảnh hưởng cái gì á? Nó bị ảnh hưởng đấy chị ơi. Đúng không? Đúng không? Đúng cái chỗ của chị nó bị làm sao đúng không? Chỗ chị nó bị ảnh hưởng cái gì mà? Rồi đây chị ơi, con này có sạn lớn eo 82, 84 nhá. Con này eo 82 đến 84 mang hộ cho con này. Chị là mã 270. Cách tân cho chị thành hình nhật. Rồi con này chị là eo 82, 84 mang vừa mà 270 nhá. Lấy 270 cho em, 270 eo 82, 84 cho em. 120.000. Lấy con tím khi nãy á. Ngân ơi. Ngân. Chốt con cách tân A, chốt con cách tân cho chị. Cho chị gì quên rồi, chị thành hình nhật. Cái chỗ của chị nó bị ảnh hưởng cái gì có đi được đâu. Nó bị ảnh hưởng cái gì nhỉ? Rồi đây lấy chị con này dáng lạ này, chị là size L. ML vừa đấy hết nhá, ML mang vừa, tay của nó này. Tay là tay xẻ. Form form xô nhẹ cho em. Đây này con. Và cách tân được thành hình rồi. Rồi con này lấy chị một mã lạ đi, lấy lạ rất lạ cho em. Chị nào lấy lạ chất lạ nhé. Mã lạ 150. Lạ 150 chị nào size L. Nó 74-76. 74-76 quay đầu đi. Em còn một con màu đỏ sắc nách này. Một con màu đỏ sắc nách chị nào em 72-74 nhất sẽ SM này. SM mang vừa cho con này lấy mã đỏ đi. Lấy đỏ chất đỏ cho em. Đỏ 120. Mã đỏ 120 nhá, chị nào đỏ chất đỏ. Mã đỏ cho em đỏ 120.000, chị nào là sẽ SM thôi. Con cách tân của chị thành hình nhật. Rồi con này cũng sẽ SM này, hàng này hàng co giãn đi em nhá. Chị nào là mã đen. Đen cho em 50, mã đen đó. Đơn đó. Lấy mã đen cho em, đen 50 nhá. Mã đen 50.000. Chị nào lấy đen chấp đen cho em, đen 50. Sai cái gì nhỉ? Sẽ SM thôi, hàng đó là hàng co giãn. Rồi em lấy chị con đỏ này xinh này. Một con đỏ ràng lỡ nhá. Một con đỏ ràng lỡ. Chị nào lấy 68-70. À không, 70-72 SM. Mã đen của chị Trang Nguyễn. Người eo 70-72 mang vừa cho em con này. Một con lụa hai lớp. À một con lụa ràng lỡ nhé. Đến mã 13. Mã 13 cho em nhé. 80.000 mã 13 này. Mã 13 80k. Lấy 13 chốt 13. Mã 13 80 chị. Mã 13 cho em 80.000 nhé.
Nên em có con này muốn lấy chị này. Chị nào thích siêu phẩm thì lấy con này chứ. Rồi để em chụp hình lại nhá. Có gì mai em gửi lại xem có được không. Rồi đây chị nào mà E7476 size L cho em. Con này chị nào size L E76 này. Có hàng nút cho em này. E76 mang mua cho em con này. Lên mạng 328 nhá. Mặt đen, đen hết lớp rồi chị ơi. Hết mặt đen rồi. Giờ con này chị mạng 328. Mạng 328 cho em. Cái gì nhỉ? 328 cho em là 230.000 nữa. 230k mạng 328. Rồi đây chị, con này nó là dáng đầm này. Một con đầm cổ đổ 60-65kg luôn các chị này. Có độ co giãn nhá. Cái này các chị mặc thành áo cũng được. Chị nào mặc cao cao thì nó thành cái áo nhá. Như nó, như em nó thành là cái đầm cho em. Rồi lại mã đầm, đầm 50. Mã đầm, mã 13. Mã 13 là con nào thì con? Mã 13 8.000 là đơn của chị Diệu Lành. Chị Diệu Lành như đơn của chiều. Rồi con chị lại mã đầm cho em, đầm 50 nhá. Mã đầm cho em 50.000, mã đầm, đầm 50. Chị nào mà size size hơi lớn. Size lớn một xíu. Rồi lấy chị một con caro này. Lấy chị một mã caro nhá. Con caro này xinh như chị này. Rồi chị nào lấy caro E7678 size L. Con này chị nào size L mang vợ E7678 mang vợ chị em lấy caro giúp caro. Mọi người đâu có đây à? Mọi người đâu có à? Rồi chị nào lấy caro, caro 60. Caro trên 60.000 chị lại E7678. 7678 size L. Size L, size L nha các chị ơi. Caro 60 của chị Loan Thanh. Rồi em lấy chị một con kim sa này. Một con kim sa màu đỏ đô cho em. Trời ơi, con này xinh. Dạng kim sa cho em nhé. Chị nào thích kim sa thì lấy con này cho em. Kim sa chị nào mà eo tới 7678 size L. Con này chị nào size L mang vừa lấy kim sa nhé. Kim sa 60. Kim sa cho em 60.000 chị nào eo 7678. Size L mang vừa cho em con này. E7678 mang vừa. Chị nào lấy kim sa, chất kim sa. Kim sa cho em 60.000 mã kim sa này. Rồi em lấy chị con này bị lỗi nhá. Con này bị lỗi cho em. Nhưng mà em nói các chị này. Chị nào E8688. E8688 này. Con này bị lỗ đó, chị nào lấy em tặng đi. Mà tặng nhá. Nó bị sốt sốt, sốt mất mấy đường chị ơi. Em tính bỏ mà uổng quá đi. Em tính bỏ mà uổng quá, chị nào lấy em tặng. Về các chị đi chụp hình này. Hoặc là các chị đi dạo cũng được. Mà đi tiệc thì nó hơi xấu một tí, tại vì nó sốt ngay hàng trước. Nhá. Rồi chị nào lấy em tặng. Tặng cho chị Nguyễn Thị Sáng này. Tặng cho chị Nguyễn Thị Sáng đi. Không. Tặng hết mất rồi các chị ơi, em tặng hết mất rồi. Hết tặng rồi. Xin em có lại tặng. Xin em có lại tặng nhá. Rồi đây chị con đen này size lớn này. Con này chị nào cũng E8284. Con này E8284 mang vừa lấy chị một con màu đen. Một mạng đen cho em. Hết tặng rồi chị ơi.
Một con đen eo 82 84 mang vừa cho em mã đen nhá, đen 50. Mã đen 50.000 chị ạ, eo 82 đến 84 mang vừa. Lấy mã đen. Đen chị em 50.000 mã đen nhá, đen 50 eo 82 đến 84. Dạ chị. Người em lấy chị con áo này. Con áo này chị nào sẽ SM thôi. Áo này là sẽ SM nhá, có sẽ tàn đi chị em, chị nào lấy mã áo. Áo 50. Mã áo 50.000 chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em mã áo, áo 50 này. Mã áo cho em áo 50.000 chị nào sẽ SM nhá, lấy chị con tím mới xinh này. Một con tím chị nào eo 7678 size L lớn. Mã tím cho em tím 30. Mã tím 30.000 nhá. Chị nào size L mang vừa cho em con này. Lấy tím rất tím này, mã tím cho em 30.000 mã tím. Tím 30 chị nào size L cho em nhé. Size L mang vừa lên mã tím, tím tím 30. Mã tím 30.000, chị nào size L mang vừa. Người em lên chị một con caro này. Một con caro dạng lỡ nhá. Đó con này. Một con caro nhí. Một con caro nhí cho em, chị nào lấy caro chốt caro. Lấm đỏ trên xào. Chị ơi cái hàng đó trên xào toàn là set SM ấy chị ơi. Chị mặc size gì vậy chị? Con này em cũng bảo giá nhá chị nhá. Nhưng mà quan trọng là size của cái bình có vừa không. Rồi con này eo 74 chị này. Chị nào lấy caro cho em, caro 80. Caro 80.000 chị là eo 74. Eo 74 mang vừa cho em lấy caro chốt caro. Caro 80 nhá. Caro 80.000 chị là eo 74 mang vừa. Chị nào mà sẽ SM được vừa thì lấy caro chốt caro. Rồi chị nào thích màu trắng thì lấy con này cho em này. Mã tím. Mã tím của chị Võ Dung. Rồi đây chị ơi, con này cũng là sẽ SM luôn. Một con trắng trơn nhá. Một con trắng trơn sẽ SM để mang vừa. Lấy mã trắng. Trắng cho em. Trắng 40.000 mã trắng này. Mã trắng 40 chị nào sẽ SM thôi. Lấy trắng chốt trắng cho em nhá. Trắng 40. Rồi lấy chị con xanh này xinh này. Con xanh này phong to rồi. Chị nào lấy xanh. Con xanh này chị em. Xanh này là eo 82, 84. Con này eo 82, 84, eo 78. Không có đấy chị ơi. Eo 80, eo 74. Eo 74 chỉ có một con này thôi này chị. Xăm lên chắc. Rồi con này chị em nhá. Chị nào lấy mã xanh. Cái này là theo chị này. Rồi mã xanh, xanh 30. Mã xanh trên 30.000 chị là eo 82 đến 84 mang hồi cho em mã xanh. Màu đỏ hả? Màu đỏ hàng gấm à, màu đỏ hàng gấm thì không không có rồi. Màu đỏ hàng này thì có nữa chị này. Màu đỏ eo 72-74 con này thì có nữa chị nhá. Còn nếu mà eo 74 hàng gấm nó không có, con này là hàng gen chị em. Lấy mã đỏ, đỏ tay dài. Đỏ tay dài cho em là... Đỏ tay dài cho em là 200.000 mã tay dài. Tay dài 200 chị ơi. Rồi em lấy chị một con sen nữa này. Lấy chị một mã sen nhá. Sen này cũng eo 82, 84 đấy các chị này. Rồi chị nào lấy mã sen, sen 30. Mã sen 30.000 eo 82 đến 84 đây. Lấy sen trước sen, sen 30. Mã sen cho em 30.000 mã sen nhá. Sen, sen 30, eo 82, 84. Rồi em lấy chị một con hoa nữa. Con hoa này xinh nhá, có độ co giãn cho em SML mang vừa. Con này nó là dạng ôm. Lấy chị một con ôm này. SML để mang vừa cho em con này. Chị lấy mã xanh đi. Mã xanh cho em nhá. Xanh. Xanh 60.000 mã xanh này. Xanh 60k SML để mang vừa. Hàng này hàng co giãn cho em. Chị nào thích co giãn thì lấy con này chị. Hoa là hoa nhí cực kỳ xinh luôn. Rồi chị lấy mã xanh. Sen của chị Võ Dung kìa. Xanh của chị Mai Nguyệt này. Xanh này. Có xanh. Xanh nào? Xanh á chị. Xanh hay sen? Sen hả? Sen hết rồi.
Xanh của chị Võ Dung rồi ạ. Rồi con này là xanh nhá. Xanh cho em, xanh là 60. Chị là SML. SML mang vừa bà sen. Chị Mai Nguyệt, chị lấy gì ạ? Lấy sen hả? Sen hết rồi chị ơi, có xanh thôi. Sen chị kia chị lấy rồi. Rồi đấy chị, con tím này. Con tím này cũng có độ co giãn nhẹ cho em nhé. Eo 82, 84 luôn chị này. Cái mã tím, tím 20. Mã tím 20.000 nhé. Lấy tím nước tím cho em, tím 20. Mã tím cho em 20.000. Chị làm lại eo tới 82, 84 đó. Eo 82, 84 mang vừa để mã tím. Tím nhé, tím 20 cho em. Rồi cái này của bé này. Cái này của bé nhá. Bé nào 20-25kg. Bé nào 25kg thôi lên mã bé. Bé 20.000 mã bé này. Mã bé 20. Bé nào mà tầm 25kg thôi các chị ơi. Bé nhỏ. Bé đó là bé nhỏ nhá. Bé nào 25kg rồi mang buộc em. Chị nào lên mã bé. Bé 20 rồi lấy chị con đỏ này. Lấy chị một con đỏ. Cái này nó là theo nhá các chị ơi. Rồi con này chị nào size L. Một con đỏ hàng gấm đấy chị này. Chị nào size L mang vừa cho em lấy mã đỏ đi. Đỏ 50 nhá. Mã đỏ 50.000. Chị nào size L mang vừa E76. E76 coi đầu cho em lấy mã đỏ. Đỏ 50. Mã đỏ cho em 50.000 mã đỏ này. Đỏ đỏ 50 nhá. Lên chị một con đỏ theo nữa. Con đỏ theo thì chị nào size nhỏ. Đó, đỏ theo xinh chưa? Mấy giờ rồi không? Hả? 10 giờ rồi á. Rồi chị nào mà sẽ SM đây, L70-72 lấy đỏ theo nhá. Đỏ theo cho em 60.000 mã đỏ theo 60. Chị nào L72 mang vừa cho em. Sẽ SM đó chị này. SM mang vừa cho em lấy đỏ theo chất đỏ theo. Đỏ theo 60 nhá. Không có chị nào xuống like quá không chị ơi. Nhiều chị coi mà em chẳng thấy có chị nào hết. Úi chết cha, nãy giờ không sạc pin là trời. Đỏ của chị Trang Nguyễn 60. Con đỏ đó. Đỏ đó là 50, đỏ theo mới là 60. Trâu vô. Rồi đây lấy chị con tím lên nữa này. Tím này có độ co giãn nhẹ một xíu nhá, L74. L74 mang vừa trên mặt tím đấy, tím 20. Còn cái nào màu đỏ, cỡ chị không? Không có size lớn đâu chị. Rồi con này chị lại mặt tím nhá. Tím 20, L74. Tím 20, L74 này chị này. Toàn là size nhỏ thôi ấy chị. Rồi em lấy chị một con cổ yếm. À, chị Nguyễn Khuyến cho chị xem. Cho chị một con đỏ size M hả? Ok chị. Rồi chị nào lấy cổ yếm cho em nhá. Cổ yếm đấy chị nào sẽ SM này. SM mang vừa, chị nào thích yếm thì lấy trợ yếm cho em, yếm 50. Mã yếm cho em 50.000. Mã tím của chị Hoàng Yến đi. Chị Hoàng Yến đang nằm góc nào không? Mai đi đơn cho chị. Đây chị nhá, lấy con này nhá. Đỏ đuôi cá chị nhá, đỏ đuôi cá này là size M này. Đỏ sau lưng. Chị Mi Mon. Chị Mi Mon lấy đỏ sau lưng, chị mặc size gì đấy chị? À, chị Nguyễn Khuyến ơi, lấy con này cho em nhá. Size M này, đuôi cá. Quên, con này 200.000. Rồi con này chị nào sẽ SM luôn này. Con này cũng SM nhá, lấy mã yếm. Yếm 40. Mã yếm cho em 40.000, chị nào sẽ SM được vừa.
của chị Nguyễn Khuyến. Rồi con này chị nào sẽ xem màu mang vừa lại yếm chất yếm. Kim sa hả? Kim sa chị mặc size gì vậy chị? Chị ơi kim sa chỉ có SM thôi chị ơi. Kim sa chỉ có size SM thôi nhá. Con này lấy mã mã tem. Tem chị em là 240.000 chị ơi. 240.000 mã tem cho em nhá. Tem 240. Size SM thôi chị ơi. Mà tem 240 SM nhá chị nhá. Kim sa như còn mỗi con đó thì đúng hơn. 200 biết là không biết con đó bao nhiêu người hỏi. Yên lên chị một con chân váy này. Chân váy này size nhỏ nhá. Một con chân váy màu vàng. Chị nào sẽ SM mang hộ lấy chân váy nhá. Chân váy 20. Chân váy cho em 20.000 nhá. Chị nào SM để mang hộ cho em. Xinh nhá chị này. Rồi chị nào lấy chân váy chất chân váy cho em. Chân váy 20.000 chị nào sẽ SM được vừa. Lấy chân váy chất chân váy 20. Chân váy 20 sẽ SM thôi các chị ơi. Rồi cho em con này nhá. Em vừa lên đó chị. Size mở an. Con này chị ơi, con này S6870 sẽ thôi chị. S6870 nhá, sẽ cho em. Kim sa xanh. Kim sa bao nhiêu ký mặc vừa? Chị ơi, nếu mà kim sa các chị cao á, các chị mà cao thì tầm 55 kg là mang vừa, còn mà thấp thì tầm 52-53 kg nhá. Nếu mà thấp thì tầm 52-53 kg. Còn mà các chị mà cao thì tầm 55 kg. Nhất chị nhá. Rồi con này chị em này, lấy chị con caro. Cái con caro này nó dáng đầm cho em này. Chị nào sẽ SM nhá. Chị Nguyễn Khuyến ơi, chị có lấy con đó không vậy? SM đó em đưa lên cho chị đó. Rồi con này có dây thắt eo. Chị nào sẽ SM thì lấy con này cho em nhé. Có túi chị này. Một con caro dáng đầm cho em. Lấy caro cho em, caro 80. Một con caro đầm, chị nào mà sẽ SM mang vừa. Cái này các chị mặc ở nhà đều cũng thoải mái này. Hơi bị thoải mái luôn cái form này. Rồi sẽ SM mang vừa cho em. Không vừa chị, 58 ký không vừa. Dạ chị. Mấy con đó còn size nhỏ đó chị ơi. Rồi chị nào lấy caro cho em, caro 80 nhá. Caro cho em 80.000, chị nào mà sẽ SM thôi. SM mang vừa lấy caro. Caro 80 chị này. Rồi lên lấy chị con này nhá. Nó theo hình con bướm. À, có hả? Rồi ok chị. Nên nó theo hình con bướm bướm cho em chị này. Một con gấm. Một con gấm sọc. Một con gấm sọc nhá. Và nó hình con bướm bướm cho em. Hơi bị xinh luôn. Này các chị không lấy thì lấy con gì nữa chị ơi. Cái kiểu của nó lạ lạ. Rồi đây chị nào sẽ SM đây. SM để mang vừa nhá. Chị nào lấy mạng bướm này. Lấy bướm chất bướm cho em bướm 60 nhá. Mạng bướm cho em 60.000. Chị nào sẽ SM được vừa cho em. Lấy mạng bướm. Bướm 60 sẽ SM thôi. Rồi lấy chị con xanh này size to này. Một con xanh size lớn nhá. Con này hơi bị xinh luôn này các chị. Chị nào mà xanh. Xanh 50 eo 90 nhá. Con xanh này chị là L90 mang vừa cho em để mã xanh. Xanh 50.000 mã xanh này. Mã xanh 50 L90 mang vừa cho em. Rồi xinh chưa chị ơi. L90 mang vừa cho em nhé. Để mã xanh, xanh 50 à, cho em kim sa tem. Chị Như Hà, con đó là size nhỏ đấy nhé chị nhé. Mã xanh của chị Nguyễn Phượng này. Xanh này của chị Nguyễn Phượng này con. 50.
Rồi ok, cái này cho chị Như Hà này. Được không? Em có con đỏ này xẻ tà một bên đấy chị. Cái gì? Rồi đây nhá, chị nào ưng xẻ tà thì lấy con này cho em này. Xẻ tà một bên cho em đằng trước, cho bị xinh luôn. Rồi con này chị nào S6870, chị nào sẽ S thôi. S6870 nhá, chị nào sẽ S thì lấy con này cho em, chị nào lấy mã nhỏ đi. Lấy nhỏ, chất nhỏ cho em nhỏ, 100.000 mã nhỏ nhá. Mã nhỏ 100k, chị nào sẽ S mang vừa S6870. S6870 mang vừa cho em lấy mã nhỏ, nhỏ 100 nhá chị. Lấy mã nhỏ cho em. Mã nhỏ, nhỏ là 100.000. Rồi lấy chị con phong xuông. Con phong xuông này hoa là hoa theo nhá. Chị nào 55kg quay đầu cho em. Cái này nó theo cho em. 55kg mang vừa cho em, chị nào lấy mã xuông này. Xuông nhá, xuông 50. Mã xuông 50.000, SML để mang vừa. Không xanh luôn, không tốt cho chị kìa. Lấy xuông chất xuông, xuông 50, chị nào mà eo của các chị mà eo ai gì nhỉ, SML vừa nhá. SML mang vừa cho em. Rồi em lấy chị một con đầm này. Lấy chị một mã đầm nhá, chị nào lấy đầm chất đầm cho em. Đầm này size L mang vừa, quả nó bay. Rồi con đầm này chị nào size L mang vừa cho em lấy mã đầm. Lấy đầm chất đầm cho em, mã đầm 50.000 mã đầm nhá. Đầm 50 chị nào size L mang vừa. Lấy đầm chất đầm cho em. Mã đầm 50.000 chị nào size L mang vừa cho em con này. Mạ đầm. Lên vài con xuống like chị ơi. Mai nhận lên nhé. Rồi con này size lớn này. Mạ vàng đi. Chị nào lấy vàng chốt vàng đi. Vàng L90 chị ơi. Mạ vàng cho em L90 nhé. Mạ vàng 30.000 mạ vàng này. Vàng 30k. Chị nào L90 mang hộ cho em. Lấy vàng chốt vàng. Vàng 30 nhé. Mã vàng trên 30.000. Qua cho chị Nguyễn Thị Sáng. Nên em có con họa tiết này xinh này. Lấy chị con họa tiết này xinh đấy chị. Một con họa tiết răng lỡ. Vàng hết rồi chị ơi. Rồi đây chị ơi, một con họa tiết nhá. Chị nào là E7678. Con này size L lớn rồi. Con này size L lớn cho em E7678 mang vừa. Chị nào lấy họa tiết cho em. Họa tiết nhá, 70.000 mã họa tiết này. Họa tiết 70. Chị nào lấy họa tiết chắc họa tiết. Họa tiết 70.000 E7678 mang vừa. Hết vàng rồi chị ơi. Rồi con này cũng size L, E7678. Con này cũng size L cho em nhé, E7678 mang vừa cho con này. Chị là mạ 33. Mạ 33 cho em 5.000, mạ 33 nhé. Mạ 33 50k. Chị nói 33 chắc 33. 33 50. Em có con chân váy đấy các chị này. Nói chung là con này size to nhá. Cái này là nó theo các chị nhá. Cái hoa này là theo này. Rồi chị nào L85-90 cũng mang vừa cho em. Có độ co giãn thoải mái luôn chị này. L85-90 cũng mang vừa cho em. Chị nào lấy chân váy. Chân váy 30 nhá. Chân váy 30.000. Chị nào lấy chân váy chất chân váy. Chân váy 30. Cái này có độ co giãn. L90 cũng mang vừa cho em. Mã chân váy cho em. Chị nào lấy chân váy chốt chân váy này. Chân váy 30 nhá. Rồi lấy chị con đen này.
Em có hai cái chị này. Có hai chiếc nhá. Màu đen. Đen pha tím. Rồi con này size to. Không, hai con khác nhau hoàn toàn nhá. Con này SML vừa. Mã tím nhá, tím là SML này. Mã đen. Đây là các chị từ size XL trở lên nhá. Các chị từ eo 90 đổ lại mang vừa. Từ eo 80 đến 90 cho em lấy mã đen, đen 50, rồi mã tím cũng 50 nhá. Đen 50 và tím 50 cho em. Mã tím là SML. Còn con đen là size LXL. Và mẫu X cho em. Có độ co giãn này. Thôi chị nó lấy gì nó xuống lai á chị ơi. Tôi chán mồm bố con mình lên luôn. Rồi chào tất cả các chị này, các chị nào lấy gì nữa xuống like các chị ơi. Chuông like, mai lại lên. Mạ tím của chị Hương Danh. Để em tím. Con tím là 100 trời. Đâu có con tím là 100 ngàn đâu. Con đó 50. Chị Hương Danh rồi, chị Hương Đinh. À chị Hương. Mạ đen, chị Võ Dung có đơn chưa? Rồi mạ đen chị Võ Dung. Có công tím à trời. Đâu có con công tím ở đâu. Con công tím là con nào á. Đâu có con công tím ở đâu nhỉ chị nhỉ. Mạ tím chứ, mạ tím là hết rồi. Tím chị kia chị lấy rồi. Mà em sàng lọc hết, chị đang một đơn xả hết ra. Nếu ngày này không thấy các chị đâu hết. Rồi chào tất cả các chị nhé. Mai em lại lên. Chắc phải rồi. Tối mai lên với chị nhé.